Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng, chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Dạ, vâng, em câu hỏi, hai vợ chồng em lấy nhau năm nay cũng là 11 năm rồi ấy. Vâng. Và có hai bé rồi mà chồng em thì cũng toàn đi vắng, đi xuất khẩu lao động ấy. Vâng. Thì chồng em đi đến năm nay là 8 năm rồi mà bây giờ thì kiểu do kinh tế gia đình cũng chưa ổn định, mua đất, mua nhà nên là chồng em lại định đi tiếp 3 năm nữa. Vâng. Thì chồng em cũng hỏi ý kiến em là kiểu có nên đi nữa không ấy. Vâng. Em cũng đắn đo lắm, nói chung là ở nhà một mình thì cũng vất vả nhưng mà không đi thì mẹ cũng khó khăn. Vâng. Và đấy em muốn hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý cho em ấy. Vâng, rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn nhé. Hai Vâng. vợ chồng năm nay còn trẻ không? Chồng em thì cũng 40, em thì kém chồng em 5 tuổi. Vâng, thế là Vâng. 35 và 40 đúng không? Chồng đã đi được 8 năm rồi và bây giờ thì cả hai vợ chồng cùng lăn tăn là không biết có nên đi nữa hay không. Vâng. Vâng, câu Vâng. chuyện của bạn xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tiếp chuyện, xin mời ạ. Rồi, xin chào bạn. Vâng, em chào anh ạ. 35 mà lấy chồng được 10 năm thì 8 năm là chồng đi xuất khẩu lao động. Vâng. Tóm lại là mình cứ thỉnh thoảng anh về phép mẹ đẻ một đứa đúng không? Và mình thì chỉ Vâng. việc ở nhà thôi. Ông ấy gửi tiền về, mình có làm ăn gì không? Em có đi làm ạ. À, đấy cũng đi làm. Nhà cửa bây giờ thế nào, ổn định không? Các cháu học hành được không? Các cháu thì học hành bình thường thì nhà cửa thì em có ổn định rồi ạ. Ừ. Nhà mình có quá nghèo không? Nhà em thì cũng không đến nỗi hoàn cảnh quá nhưng mà nói chung là cũng ngoài cái nhà ra thì chả có cái gì. Tám năm trời đi nước ngoài về xây được mỗi cái nhà chả có cái gì, thế thì đánh đổi một cái Tại giá vì nó lớn quá. trước đây chồng em cũng không phải là đi làm mà là đi cũng kiểu đi học nữa ấy. Rồi, Chứ không phải đồng đi làm. rồi đi học đi làm. Nói thật là thế này này, mình có nhìn thấy có rất nhiều đôi vợ chồng chả có nước trong nước ngoài gì. Người ta ở nhà kinh tế vẫn ổn định, ban ngày vẫn đi làm, tối vẫn chở nhau đi uống cà phê, đêm vẫn ngủ với nhau ngon lành, vẫn con cái vẫn đàng hoàng tử tế, vài năm đã lại mua thêm xe máy, đã cất thêm nhà, thậm chí quanh mô tô không? Đúng không? Vâng. Mình nhìn thấy, chỉ cần nhìn là xung quanh làng của mình, thấy cái khu nhà mình thôi, mình ở nông thôn hay là thành phố? Em ở thành phố Vĩnh Phúc ạ. Thành phố Vĩnh Phúc, mình cứ nhìn khu nhà mình có phải ai phải đi xuất khẩu lao động đâu. Một con người người ta có những cái năm tháng đẹp nhất đó là vợ chồng lấy nhau, lúc ấy con còn nhỏ, con có ốm thì vợ ngồi một bên sờ trán con, chồng thì ở bên bên là ngồi quạt cho con, khó khăn gì thì cùng nhau chia sẻ. Giàu nghèo hay không nó tùy ở cái tính cách, cái cách làm ăn của mình, chứ đâu cứ phải là đi bán sức lao động cho nước ngoài. Ra anh đi kinh doanh xong anh cứ nay bay một chuyến sang Mỹ, xong mai anh lại về, ngày kia lại thấy bay Canada thì được. Nhưng mà từ 30 đến 40 cái tuổi đẹp như thế, mình nuôi con một mình, ông ấy đi mất 8 năm trời, bây giờ ông lại hỏi đi nữa, mình lại gật đầu cho một chuyến nữa. Chẳng biết rằng có kiếm được nghìn đô, triệu đô gì không. Nhưng đến lúc quay trở về thì chồng gần 50, vợ thì 45. Chắc là ôm nhau để chờ chờ mãn, đúng không? Thế thì mình thấy mình rất thiệt thòi quá. Cuộc sống con người ta cần quá. Người ta nói rằng là ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc mà đời em còn cũng có khuyên những thế thứ rồi khác nhưng mà nữa. chồng em vẫn muốn đi ấy. Anh ấy đã hỏi mà mình cứ nói thế, còn việc anh thích đi thì đi thôi, chứ em nói thật chứ anh không biết, anh đi thì được sướng cái thân anh sống ở nước ngoài, anh ở bên ấy anh quen rồi, ở nhà lầu rồi là đi đâu đi đó. Và còn em ở nhà lõm thõm một mình, một bên thì sức ép của bên nội bên ngoại, một bên thì hai đứa con, em chả đi đâu được, em đang mụ mẫm cả đầu nữa, anh mà đi nữa em ở nhà sợ em không giữ được, nói thế còn đi nữa không, đúng không? Mà nói đùa chứ cũng thiệt thật đi chứ. Mình cứ nghĩ trong cuộc đời nó có 10-15 năm quãng giữa trung tuổi trung niên nữa, đẹp thì đáng lẽ ríu rít có vợ có chồng, còn sau này già rồi có cầm cục tiền mà chắc có 8 năm rồi mà chưa thấy một cục đâu, thì có thêm một chu kỳ 4 năm nữa, một hợp đồng nữa đã chắc gì cục nữa, đúng không? 2-3 năm nữa anh ạ. Và thì anh bảo là năm về một lần, Tết anh về một lần, còn hè thì mình sang đấy chơi một lần. Thế là một năm cũng được 2 lần đúng không? Vâng. Thế có thích một tuần 3 lần không? Hay là thích một năm hai lần? Nói em vui vậy nhưng mà mình quyết định thôi. Nhưng hãy nhìn thế này này. Em bảo thế nha, anh cứ bảo là đấy em thấy thế. Bạn bè thế đầy gia đình kia cũng hai vợ chồng kè kè suốt ngày bên nhau cũng cũng bất hạnh, đầy cũng hương cặp kia, bồ cũng ly gì ấy. thân ly dị rồi cũng thế nọ thế kia. Nó lại Chứ có phải là cứ tùy ấy cái góc đâu. nhìn. Vâng. Nhưng mà người ta sinh ra người ta lấy nhau không phải để xa nhau.
Lại bảo anh thì nhìn sang đây bao nhiêu người trong khu phố mình, chả phải nước trong nước ngoài gì, ta vẫn giàu ú kìa. Cơ bản có đầu có óc làm ăn, quay đi quay lại ta vẫn làm ông chủ cho mình đây, vẫn đi bán sức lao động chứ làm cái gì, đúng không? Đó, ở nhà đấy đầu tiên là từ khởi nghiệp từ cái xe đẩy bán nước mía, rồi dần dần mở thành được một cái quán cà phê, bây giờ thành một chuỗi các nhà hàng ăn, có phải không? Ở nhà có vợ có chồng, mình thì không ấy thì mình đi làm công ty, còn ông thì làm cái gì nó trả ra tháng 10 triệu. Việc gì mà phải vất vả, mà nhớ lại con mình ấy, đang cái tuổi trai trai nhá, con mà lên đến cấp 2 rồi thôi là bắt đầu, nếu là con trai là bướng bỉnh lắm đấy. Thế rồi nếu là con gái thì 11, 12 là sắp có bước tuổi dậy thì bố thì cứ đi tít mít, mẹ thì cũng làm bận không để ý. Toàn mẹ một mình nuôi hai đứa con. Nuôi là cái chuyện dễ, mà chăm sóc để mà giáo dục nó mới là cái khó. Bố thì đi kiếm được một ít tiền về, thì rồi một thằng bây giờ đấy lêu lỏng nghiện game, đứa con gái thì đấy mới 13 tuổi đã thấy có bạn trai, nói thì nó nhem nhẻm, nó cãi nhà mình giàu, tội gì mà không chi tiêu. Thế là mình không nói được nữa. Nên là xác định lại đi, mục đích của cuộc đời của chúng ta là gì. Vợ chồng lấy nhau, sinh con đẻ cái, bảo nhau làm ăn, cũng để đủ cho cuộc sống hàng ngày, cộng với việc cho con cái được học hành. Ngoài ra mình cũng còn có hưởng thụ cái vui cái vẻ, đúng không? Hưởng thụ chả phải ăn ngon gì, đợi một năm hai lần chồng về để mà chồng cho đi thành phố Hồ Chí Minh hay đi Phú Quốc cũng chả làm gì bằng cái việc là có công to việc lớn thì không phải một mình lõng thõm mình làm, người ta có vợ có chồng, mình thì cũng sao không nhìn cái tích cực, cứ đi nhìn cái đoạn là nhiều đứa ở nhà hai vợ chồng được. Em bảo thế chứ em có bảo thế đâu. Thế nhưng tóm lại mình có thích cho chồng đi không? Em thì em khuyên là về, nhưng mà anh ấy thì anh ấy hướng ngoài anh vẫn là đi tiếp, bởi vì anh đàn là, ông nó dễ lắm, bây giờ mua gì đất như thế nhà mà mấy tỷ đấy thì cũng chỉ đủ giá hết nợ thôi, nhưng chưa có cái gì. Thế thì rồi đi 3-4 năm nữa thì về thì có cái gì, đặt mục tiêu là cái gì, 8 năm rồi còn chưa ra cái gì thì nó mấy năm là cái gì. Đàn ông thì dễ lắm, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, mà gặp ai quen thì có khi trở thành bạn, là nó không có những sức ép nọ kia, chỉ có đi làm tối về thì ngộ nhỡ lại là bên ấy lại có một cô bạn, cô lại bảo là anh sang nữa đi thì chết. Mình ở nhà thì đôi khi mình cũng thiệt thòi, nói vui vậy nhưng mà tùy mình quyết định, nhưng mà rất là tiếc rằng là cuộc sống của con người chúng ta có những năm tháng rất là cần nhau, chứ còn mai kia già em quên nhiều rồi nhưng mà anh không nghe. Thôi thế thì thôi, để cho anh đi nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng gửi lời chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào thính giả. Alo, cho em là bác sĩ được không? Câu hỏi của em là yếu sinh lý, trước đây là 7-8 năm trước là em đã uống cái thuốc phục thành công hai đơn thuốc rồi nhưng mà không có mang hiệu quả. Vâng. Rồi đến đợt vừa rồi là em lên Hà Nội khám cho bệnh viện Việt Đức ấy, thì một bác sĩ phó giám đốc kiểm tra và khám và cho em hai đơn thuốc uống nhưng mà không mang lại hiệu quả gì cả. Vâng. Thế là từ khi đi bệnh viện đến bây giờ là được bao lâu rồi anh? Dạ, cũng 4 năm tháng rồi. 4 năm tháng. Và mình cảm thấy là vẫn chưa có hiệu quả. Câu hỏi của anh xin được chuyển tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ tư vấn cho anh ạ. Xin mời. Chào em. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 41. Em nói nó cứ không có hiệu quả, chị cũng chưa hiểu hiệu quả gì đâu. Nó tính sớm rồi, nó uống thuốc rồi nhưng mà quan hệ cũng chỉ được 2 đến 3 phút thôi. Rồi, được 2 đến 3 phút là bình thường đấy. Em là có gia đình rồi, có con cái rồi chứ hả? Dạ vâng, em có con cái rồi. Rồi, thế và uống thuốc các bác sĩ cho thì cuối cùng là cũng vẫn chỉ có 2-3 phút thôi, đúng không? Thế bây giờ em mong muốn bao nhiêu phút? Cũng muốn là được 7-8 phút đến 10 phút nhưng mà không mang lại hiệu quả gì cả. Không mang lại hiệu quả. 2 phút tính từ cái lúc nào đấy? Từ lúc mà là hai vợ chồng quan hệ đấy. Từ lúc mà hai vợ chồng gặp nhau được 2-3 phút đúng không? Và bây giờ thì là muốn nó kéo dài hơn nữa. Đi uống mấy đơn thuốc rồi thì thấy nó vẫn cứ... 2 đơn. Mà là do đi bệnh viện các bác sĩ kê đúng không? Thuốc gì em có để ý tên không? Nó là nội tên tiết thì, à? Tên thì em không phụ tên nhưng mà có một loại thuốc là rối loạn cương dương và một loại thuốc là rồi qua cái chất thầu ấy. Vâng. Người đi hỏi y tế thì người ta bảo là như thế. Thế thì như này, tức là cái thuốc mà em đang được uống ấy thì nó là thuốc bổ nhá, là bổ thận này, bổ cho cái sức khỏe của nam giới ấy.
nhá. Mình mong muốn là mong muốn nó kéo dài lên, nó khỏe lên. Thế hiện tại thì sức khỏe chung của em có khỏe không? Sức khỏe của em bình thường ấy. Ừ. Từ trước đến giờ ấy thì thường được bao nhiêu phút? Trước đây từ lúc lấy vợ đến giờ cũng chỉ được tầm 2 phút thôi, thì uống thuốc lên cũng được 1 phút nữa. À, là 3 phút. À, bây giờ thì cũng 2-3 phút thôi, đúng không? Nói tóm lại nó vẫn y như thế. Này, ngày trước khi chưa lấy vợ có hay thủ dâm không? Quá nhỉ. Thế hả? Thủ dâm nặng ấy hay là thỉnh thoảng một tí ấy? Nói chung là một tuần thì khoảng 4-5 lần. Ờ, bây giờ thì khẳng định thì nó không biết, nhưng mà rõ ràng rằng là ngay từ khi lấy vợ cho đến tận bây giờ mình cũng chỉ gần vợ được 2-3 phút, đúng không? Và người ta có nói đến cái vai trò của thủ dâm ấy là nếu mà khi còn trẻ mà mình lạm dụng thủ dâm. Khi thủ dâm thì thông thường ở cái khía cạnh tâm lý là nó cũng nhanh và nó làm cho xuất tinh nhanh nhá. Và nếu như mà lạm dụng nó thì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng nó thành thói quen. Chỉ đến cái ngưỡng gần đấy thôi là nó xỉu, là nó nghỉ. Thì không biết liệu mình có phải ở trong cái tình trạng đấy không? À, thế và thì chị thấy thế này, các cái thuốc mà bác sĩ cho em ấy thì nó là thuốc bổ thì cũng tốt thôi nhá. Nhưng để thay đổi một cái thói quen mà mình gọi là xuất tinh sớm, nhưng thực ra cũng không phải sớm, là với mong muốn của em, chứ còn sớm theo cái ý nghĩa của y khoa là chỉ được dưới 2 phút thì người ta mới gọi là bị bệnh xuất tinh sớm nhá. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện con cái nữa, nhưng bây giờ mình là con cái để huề rồi, và từ khi lấy vợ cứ 2-3 phút thì quen thế rồi, bây giờ tự nhiên 7-8 phút vợ nó lại mệt quá là sao? Thì nói chung là vợ thì nó cũng không đòi hỏi gì, nhưng mà theo cái tâm lý của người đàn ông thì là cứ khoảng tầm 3 phút là nghe đây là kém. Tâm lý của mỗi đàn ông một khác chứ. Sao ấy cứ đem cái của mình đi so với thiên hạ. Của mình 3 phút mà vợ cũng hài lòng rồi, 3 phút mà vẫn cứ có con có cái đàng hoàng rồi. Thôi 3 phút thôi, rồi là lên giường, rồi thủ thỉ, rồi là chuyện trò, rồi là ôm hôn vuốt ve. Thế mà không hạnh phúc à? Sao cứ phải lấy cái số phút là dính với nhau được bao nhiêu lâu? Đúng không? Vợ nó không kêu ca, nó thoải mái rồi. Bản thân mình cũng 41 tuổi rồi, cũng vừa phải thế thôi, để nó còn chiến đấu dài dài. Chứ cứ 7-8 phút rồi đến lúc lại gãy gục thì làm sao? Vì vậy đừng mong mỏi quá nhá. Nếu sức khỏe nó lên này và đi khám bác sĩ cho thuốc bổ thận và hầu hết là để bổ cho cái chuyện kia nhá, mà nó vẫn không thay đổi được, có nghĩa là cái khả năng của mình như vậy rồi. Vậy vui với nó đi, chấp nhận đi. Thoải mái tinh thần đi, có khi lại còn được hơn ấy. Hơn là đến lúc vào cuộc cứ ôi dồi ôi, bây giờ phải 4 phút nha, 5 phút nha, rồi ôi, uống thuốc rồi đấy nhá. Càng mong, khéo lại càng ngắn lại nhá. Thế là được rồi, thế là quen rồi. Với chuyện đấy, ai bảo ngày xưa thủ dâm nhiều quá. Nói vui vậy thôi, nhưng cũng có thể nó là do tác hại của cái lạm dụng cái khi mà còn trẻ con ấy, nói không chịu nghe lời nhá. Mà bây giờ vợ nó không chê thế được rồi, mà tuổi thì bắt đầu cao rồi nhá. Rồi chúc em khỏe và hạnh phúc nha. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Chào chị, em đến từ Bắc Giang. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Câu hỏi của em là về chuyện tình cảm gia đình, vợ chồng. Vâng, bạn nói cụ thể hơn một chút đi. Ý là em năm nay 39 tuổi. Vâng. Vợ em năm nay 37 tuổi. Ý là em bị hỏng mắt 9 năm rồi. Vâng. Thế thì
em cũng yêu vợ em, nhưng mà ý là trong tình cảm vợ chồng là từ ngày bị hỏng mắt ra là kiểu cứ kiểu như là hay đấu khẩu á. Vâng. Cứ động nói chuyện với nhau là kiểu như là đấu khẩu, nhưng mà xong lúc đấy thì lại bình thường. Vâng. Em cũng yêu cô đấy, nhưng mà từ năm 2015 đến bây giờ kiểu như là cô ấy ở bên ngoài cũng có bạn lai đấy. Vâng, cũng có bạn trai, tức là mình mới nghi ngờ thế thôi đúng không ạ? Nghi ngờ thôi. Vâng. Với chung là xong những lúc ác khoản nhau thì đấu khẩu nhau thì vợ chồng cũng lại bình thường thôi. Nhưng mà ý là để mà nói chuyện với nhau là không nói được đâu. Ừ. Vài câu là ác khoản thôi. Vâng, thứ nhất là mối quan hệ gia đình gần đây thì hai vợ chồng hay cãi nhau vì những cái chuyện cũng lặt vặt trong gia đình thôi đúng không? Và cũng có nghi ngờ là vợ có bạn trai ở bên ngoài. Chắc là cái đó vẫn là cái mối lăn tăn lớn nhất đúng không? Em thì em bị hỏng mắt rồi. Vâng. Bây giờ là không nhìn thấy gì. À thế ạ, vâng, rất là chia sẻ với bạn. Hỏng mắt là do mình tai nạn hay là làm sao nhỉ? Như là công ty bị tai nạn lao động. À, tai nạn lao động, vâng. Thế là bao nhiêu năm nay thì mình có đi làm nữa không? Không, ở nhà. À, nữa. Hoàn toàn nhà, ở nhà thôi. Vâng. À, câu hỏi của bạn xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tư vấn, xin mời ạ. Rồi, chào em. 39 tuổi, vợ 37 đúng không? Hai con đúng không? Vâng, em hai con. Em bị tai nạn lao động hả? Cái thực trạng sức khỏe thế nào? Em có nhìn lờ mờ hay là chỉ kém mắt hay là thực sự không nhìn thấy gì nữa? Trong người sức khỏe thì vẫn khỏe mạnh. Không, mắt như... thôi chứ còn khỏe thì anh biết là người mình không sao rồi. Mắt bây giờ thì nói thẳng là không nhìn thấy gì. Thế hả? Thế em nói là em chăn nuôi, tức là mình vẫn còn chăn nuôi được cơ mà. Đi lại trong nhà vẫn được, vẫn rắc ngô cho gà, vẫn đổ cám cho lợn nữa hả? Vâng. Nhưng mà đi ra ngoài là không đi được. Ừ. Thế các cháu nó có thỉnh thoảng nó chở bố đi chơi đây đó gì, anh em thỉnh thoảng có đi đây đi đó nhậu nhẹt một tí không? Sang có, nhà ông có. Anh sang nhà thằng bạn có không? Có. Cháu nhà em lớn chưa? Lớn nhất là bao tuổi rồi? Cháu lớn nhất để 2006, cháu 2010. Ừ, thế cũng lớn lớn cả rồi đấy. Vợ em thì làm gì? Em là công ty công nhân. Ừ, sáng đi tối về, đi làm theo ca đúng không? Vâng. Ờ, những lúc khắc khẩu là những lúc nói về cái gì thì khắc khẩu. Anh chỉ sợ lên này, mình ngồi một chỗ, xong rồi mình cứ ngồi hay suy nghĩ tiêu cực. Cô thì làm công ty, thế xong rồi mình ngồi tưởng tượng là đấy, tôi bây giờ thì mắt kém chả nhìn thấy gì, rồi cô thì cứ hí hởn ở ngoài công ty, mà công ty thì có cả đàn ông nữa, con trai cô, sao hôm nay này về muộn thế, cứ lấy cớ làm tăng ca, hay lại đi với anh nào chẳng hạn. Thế xong rồi cô lại bức xúc, vớ vẩn đã không ấy, lắm chuyện, ví dụ thế. Thế thì thường là khắc khẩu về cái gì là cái mà dễ chạm cái nhau nhất? Gọi là cả chỉ là câu chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Ừ. Cứ nói là kiểu như là cô lại khẩu lên kiểu như là chặn họng á. Kiểu mình nói thì nhẹ nhàng tình cảm nhưng mà cô ấy cứ ngậu lên. Em thì kể một cái gì đó, ví dụ như là mình bảo là anh ở nhà nấu cơm rồi đấy, em tắm rửa ra ăn cơm thì cô bảo không ăn hay như thế nào? Cứ ăn trước đi, ngồi chờ. Ý là vợ chồng em là nói thật là nói cái nói chuyện với nhau, cái tư cách mà nói chuyện với nhau ấy. Hay mày tao lắm. Đây là từ lúc mà em bị nạn hay là trước đây cũng cứ mày tao rồi? Không, từ lúc em bị thôi. Thế em gọi cô ấy mày hay là cô ấy gọi em là mày? Mình cứ em ơi hay là mẹ nó ơi thì xem cô có gọi mày không? Có, em cũng gọi vợ ơi hay là thế này thì nói. Mình gọi vợ ơi thì cô bảo mày gọi gì à? Nhưng mà cứ toàn ơi, ý là gọi chồng chẳng hạn, như là tên là gì cứ... Ơi, à ví dụ đấy, chồng tên Hòa đáng lẽ thay vì gọi là bố Hòa ơi hay anh Hòa ơi thì Hòa ơi đấy. Thôi cái đấy nhỏ ấy mà, chứng tỏ mình trẻ trung, chẳng nhẽ được gọi bố ơi thì nó lại già quá, hay là lão Hòa ơi thì nó lại không hay. Đôi vợ chồng gọi nhau ríu rít, thậm chí còn gọi nhau là con chó con mèo còn được, con cún của anh, con nọ con kia ấy. Gọi Hòa ơi là tốt rồi, nó thân tình như hai người bạn ấy mà. Chứ tưởng là mình gọi vợ ơi thì vợ lại gọi mình là mày, mày gọi gì thì mới sợ, chứ còn Hòa ơi thì không sao cả. Thật ra thế này, cái hoàn cảnh của em nó rất là đặc biệt. Một người đàn ông đáng lẽ là trụ cột gia đình, mình đi làm, mình đóng góp tiền bạc cho gia đình, ngoài ra mình còn được giao tiếp xã hội, mình mở mang, đầu óc mình nó không bị bó. Nay chẳng may mình gặp nạn, tất nhiên cũng không ăn bám đâu, mình cũng làm ra tiền nhưng mà nó bí lắm. Xong ngồi đấy bắt đầu cũng nghĩ nọ nghĩ kia. Hai nữa là về phía người vợ cũng thế, nhìn chồng người ta phơi phới, bây giờ ngày thường thì đi làm thứ bảy chủ nhật thì chở vợ lên trên Vincom đi siêu thị, đi ra thị xã,
xã rồi ăn nọ uống kia, sau đấy mua váy về hí ha hí hởn, chồng ơi vợ ơi, đây thì cái đấy nó đã không được có rồi. Đúng rồi, vợ em bảo là bây giờ tôi ước có một người lái xe đằng trước chở tôi ở đây sau mà không có. Em ơi, em phải hiểu thế này này, mình không gây sức ép với cô ấy thiệt thòi lắm chứ. Tất nhiên mình hiểu rằng đây nó là tai nạn không phải do mình cố ra, nhưng mà phải đặt vào một người vợ trẻ mới có 37 tuổi đầu, 8 năm nay chồng ngồi một chỗ, chẳng bao giờ là một cái mong ước rất là nhỏ là ngồi được ôm eo và túm áo của chồng thôi, ngồi đằng sau xe máy thỉnh thoảng phanh kít một cái lại rồ lên cười này bảo lão này vớ vẩn chỉ được lợi dụng. Những cái đấy nó nhỏ nhỏ nó làm cho cuộc sống nó mềm mại, nó dễ thương lắm. Thế rồi nhìn thấy nhà người ta để chồng nọ vợ kia nó cũng này khác, rồi là ở những kể cả chỗ làm thế có đứa nó trêu chọc, nếu mà người không vững vàng về mặt tâm lý là cũng dễ lung lay tư tưởng lắm. Ví dụ như là đôi khi có người vô ý thức mà người ta trêu chọc này khác rồi này. Thế cho nên là trong người nó sẵn bức xúc, mà đã bức xúc rồi thì người ta gọi là giận cá hay chém thớt ấy mà, đã bực ở trong người đã không được bằng nọ kia về lại còn hay uốn nắn nhắc nhở vặn vẹo, thành ra nó cứ bực cả cái mình. Em cũng có những cái bức xúc và cô ấy cũng có những bức xúc trong cái hoàn cảnh này, thì mình phải thay vì gây sự thì mình thôi, mình cũng gọi là vụ chèo khéo trống. Anh biết là em thiệt thòi, cũng là một mình em, bây giờ trông cậy cả vào em đấy, hai đứa nó thế này thế khác, đáng lẽ là nếu anh mà không bị thế này thì anh sẽ là có người đưa con đi học rồi nó sẽ có thế nọ, nó sẽ thế kia, nhưng thôi biết rằng em thiệt thòi, nhưng bây giờ đấy là cũng là cái điều không mong muốn, vân vân. Đấy là cái khéo miệng thôi, nhưng đồng thời cũng phải biết nhún mình chứ, mình cũng phải biết mình là ai, mình cũng không mang lại được những điều mà nọ kia gì cho vợ, thì mình cũng thôi không gây sự, hoặc là thỉnh thoảng trêu tức một tí thôi cho nó vui. Cô gọi là Hòa ơi chẳng hạn, ơi hay thế nhờ, thế rồi mình cũng lại trêu cô tên là Hoa để Hoa ơi, thay vì gọi là em ơi hay là mẹ nó thì mình cũng Hoa, thế là Hoa ơi Hoa ta Hòa bảo này, thế là cũng được mà, đúng không? Không phải ăn miếng trả miếng nhưng mà cho nó cái trẻ trung. Anh nghĩ trong hoàn cảnh của mình không gây sự, gây sự rồi mình xét nét quá thì việc đầu tiên cái người khổ là mình. Mình ngồi một chỗ mình bị bức xúc rồi mình không làm chủ được cái đầu óc của mình, mình cứ ngồi đấy mà mình nghĩ nó miên man thì nó tiêu cực lắm. Đời còn rất là dài, mới có 30 mấy tuổi thôi, nghĩ xem còn có một cái hướng gì nữa không. Anh thấy là ở các tỉnh nó có cái hội người mù ấy, xong rồi ở đấy người ta dạy nghề. Anh thấy có rất là nhiều bạn đi ra thành phố xong rồi làm ở trong các cơ sở xoa bóp bấm huyệt tẩm quất, chỉ học có 6 tháng về cái bấm huyệt châm cứu gì đó, anh không rõ lắm, nhưng mà cái nghề nó rất là phù hợp với cái sức khỏe, với tình trạng của bản thân mình. Ngoài cái việc kiếm được tiền, nhưng cơ bản nhất là được giao lưu với những người gọi đồng cảnh với mình. Thế rồi là mình học được kỹ năng giao tiếp xã hội mà. Nhiều anh nhá, trời ơi, anh ấy mang tiếng là hỏng cả hai mắt, nhưng mà anh đi nhoay nhoáy ở ngoài đường vì nó thành cái phản xạ mà. Và đấy cũng là một cách để mình giải tỏa tâm lý cho mình. Chứ cứ quanh quẩn ở nhà lợn gà cám bã rồi vẫn có thể là có thu nhập, nhưng mà đôi khi nó cứ bí cái đầu. Thế còn sau này khi mình có lớn tuổi thì mình không thể đi bay nhảy được nữa. Ôi thậm chí nếu người biết hát biết hò mà đã có những cái đoàn văn công văn nghệ của hội người khuyết tật, hội người mù đi biểu diễn ở những chỗ nọ chỗ kia, hội nghị hội nghĩa cũng có thu nhập đấy. Nhưng cơ bản nhất là nó vui nữa. Thì mình xoay chuyển cái tình thế của mình đi, làm cho cuộc sống nó dễ thở hơn. Thay là vì mình ngồi đấy mình xét nét từng câu ăn câu nói của người vợ, hãy nhớ rằng cô cũng đang rất thiệt thòi nhé. Vâng, hy vọng rằng với những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn thì bạn cũng sẽ có thêm được bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhé, và giải quyết cái tình trạng của cá nhân mình. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình. Vâng, chào thính giả gọi điện tới Hưng Yên. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em xin hỏi chương trình một chút ạ. Em năm nay 45 tuổi. Em mất kinh độ khoảng nửa năm nay này em không thấy. Vâng. Mà có một thời giai đoạn thì mất được khoảng nửa năm, xong nó có được khoảng vài tháng, xong giờ nó lại mất tầm nửa năm nay rồi. Tức là nó rất là không đều. Em đang lo lắng không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng. Thính giả nữ đang lo lắng không biết là chu kỳ kinh nguyệt không ổn định của mình như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Xin mời bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn ạ. Chị chào em. Em chào chị. Rồi. Thế bản thân em thì em có thấy nó có cái gì khác không? Sức khỏe nói chung là nhìn chung thì nó cũng ảnh hưởng đấy ạ. Là cái gì? Là khi mà em kinh nguyệt nó đều ấy, thì cái da rẻ nó rất là đẹp. Khi mà nó bị chậm mất mấy tháng là
da của mình nó cảm nó xám màu. Nói chung là cái cơ người ấy, em là người rất là chăm thể dục thể thao, nhưng mà em vẫn cảm thấy là cái cơ người của mình ấy rồi nó bị nhão người ra ấy. Cơ người nó không săn chắc được như trước nữa. Ăn uống là có thay đổi gì không? Không, em thì nói chung là ăn uống thì vẫn bình thường, không có cái gì thay đổi. Rồi là cái giấc ngủ thì nó cũng nhiều khi nó cũng kiểu nó chập chờn, nó không được ngủ sâu giấc ấy. Thế tính tình thì làm sao? Em thì nói chung cũng không có thay đổi. Không thay đổi, không cáu bẳn, không gì cả. Vâng. Đúng không? Có bao giờ đi khám phụ khoa không? Có, em cũng có thỉnh thoảng đi khám, nhưng mà có một lần đi khám thì bác sĩ nói là em gọi là bị một cái gọi là u sơ, nhưng mà nó rất là nhân sơ, nó rất là nhỏ. Thì ở đâu? Bác sĩ bảo là cổ tử cung ạ. Ở cổ tử cung có một nhân sơ. Tử cung hay cổ tử cung? Ở trong cổ tử cung ạ. Rồi thế rất là nhỏ đúng không? Vâng. Thế xong bác sĩ bảo sao nữa? Bác sĩ bảo là tại vì em yêu cầu em nhờ bác sĩ là nên có tư vấn cho em uống cái thuốc gì để cho nó có kinh đều trở lại đấy. Thì bác sĩ nói là nếu bây giờ mà để điều trị cái nhân sơ này thì không nên uống thuốc có kinh trở lại, để theo dõi một thời gian, nếu như mà cái nhân sơ này nó không phát triển nữa thì bác sĩ sẽ cho uống cái thuốc để cho có kinh trở lại. Thế bác sĩ tư vấn thế rồi mà còn cứ lo. Cái biểu hiện của mình ấy nó như là một cái biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt trước khi mãn kinh ấy. Nhá. Thế và các cái như là mất ngủ này rồi là da sạm ấy là một cái biểu hiện do cái nội tiết của mình nó suy giảm xuống. Vâng ạ. Nhá. Đặc biệt nó rất rõ ở cái da mặt. Đấy, và không biết là bạn có cảm nhận nữa không? Kể cả chất nhờn ở bộ phận sinh dục nó cũng giảm. Vâng. Có cảm nhận được thế không? Vâng ạ, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bác sĩ ạ, em nói thêm một chút này. Tức là em rất là chịu khó uống những cái loại thực phẩm chức năng để nó bổ sung cái collagen và nội tiết tố. Cho nên là gọi là cái bộ phận sinh dục của nữ mình ấy thì em thấy nói chung là vẫn ok, vẫn được. Okay. Không... Chỉ có cái da nó giảm đi thôi. Đúng rồi ạ. Rồi, thế tốt. Vậy thì như mà em nói và kể cả kết hợp với bác sĩ nói ấy, thì nó đang ở cái giai đoạn rối loạn. Và cái u sơ kia kìa, nó cũng là một trong những cái biểu hiện của rối loạn. Và ở trong cái giai đoạn rối loạn, thường người ta không có can thiệp gì cả. Và nếu có can thiệp sau này bảo cho uống thuốc để có kinh lại ấy, tức là bổ sung thêm nội tiết đấy. Nhưng nếu mà mình lại đang có u mà bổ sung thêm nội tiết thì nguy cơ cái u nó lại tăng lên. Hoặc là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn rối loạn cho nên nó rất dễ sinh u. Thế xong lại còn cứ cho thêm những cái chất để bồi dưỡng u nữa thì nó cũng không ổn. Đấy, vì vậy bạn hay uống các cái thực phẩm chức năng ấy, thực ra là cũng lại phải xem xét. Cũng lại phải để ý xem. Tại vì ở giai đoạn này này, thì là mình phải để ý. Đó. Em đang uống cái thực phẩm collagen. Rồi. Thế và da nó vẫn sạm, đúng không? Nó cũng sạm so với như trước đấy ạ. Đấy. Thế thì cái đấy là cái mà mình cũng nên cân nhắc. Hoặc là uống một đợt xong rồi dừng. Nhá. Chứ không lạm dụng nhiều quá. Thế còn cái chuyện mà khô ở phía dưới thì nếu mà khó chịu ấy thì mình mua cái gel. Mỗi lần quan hệ mình mua cái gel, một tuýp gel ở hàng thuốc ấy. Thì để cải thiện cho cái việc mà khô ráp do nội tiết thì... nó suy giảm. Em thấy bôi trơn rất bình thường. Em nghĩ là tại em uống cái collagen đều nó vẫn vậy nhỉ. Rồi, có thể là do là em bổ sung, đúng không? Nhưng mà cũng cân nhắc nhá. Thì em biết rằng là bác sĩ cũng nói rằng là cũng không điều trị gì cho em ở cái giai đoạn này nhiều đâu. Vâng ạ. Thế thì cái việc làm đẹp ấy, thường là trong các cái sản phẩm nó sẽ có bổ sung nội tiết để cho da rẻ bóng bẩy, mỡ màng, vân vân. Nhá. Cái mặt trái của nó cũng không phải là thoải mái lắm ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền mãn kinh đi, rối loạn kinh nguyệt đi, mà em đi theo cái hướng bác sĩ tư vấn ấy thì nó rất là ổn. Mình cứ đợt này cứ nên 6 tháng đi khám phụ khoa một lần để xem cái u nào xuất hiện nữa không, rồi cái u ở cổ tử cung có to lên không. Những cái đấy là rất quan trọng nhá. Và dùng thuốc gì thì hỏi bác sĩ nhá. Vâng ạ. Vâng, chúc bạn giữ gìn được sức khỏe của mình nhá.
Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghe chị ơi. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Muốn mà giờ em hỏi. Em đang yêu người nhưng mà em vợ chồng em bỏ nhau từ khi em mới thai đầu 6 tháng rồi. Em mới mấy năm em ở thế rồi em quen một người nhưng mà em đang không biết cách tết nhưng người ta không. Thì em khó không có đến. Tức là sợ gia đình ngăn cản đấy hả bạn? Vâng, em bây giờ cũng nhiều tuổi rồi. Bây giờ em 47 tuổi rồi nhưng mà anh mới sinh năm 76. Sinh năm 76 tức là hai người cũng bằng tuổi nhau đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên thì chỉ có lăn tăn là có thể hai bên gia đình sẽ ngăn cản. Em biết rồi, bây giờ chị có cháu nội rồi, bây giờ sắp có hai đứa rồi, chị có phải theo chị bất ngờ làm gì mà chăm con người ta mà khổ ra hả? Vâng, rất là nhiều những cái tác động từ bên ngoài ảnh hưởng tới tâm lý của mình đúng không ạ? Vâng, em một người Thanh Hóa, nhưng em vừa Sài Gòn, đi tám anh nữa là người ở Bắc Giang. Tức là cả hai anh chị hiện nay đều làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với chị nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào. Chào Đinh Đoàn, lâu ngày được gặp anh vậy. Lâu ngày mới gặp, tức là gặp chưa? Em nghe chương trình nhiều rồi, hôm nay em phải nói chuyện với anh ạ. Tưởng là đã từng gặp nhau ở đâu rồi, lâu ngày mới gặp. mình sinh năm 76 đúng không? Mình... anh sinh năm 75 ạ. Rồi, anh thì không nói gì, đang nói mình đã 76 xong rồi, quên không nghe rõ là ông xã nhà mình ly hôn hay là làm sao? Không, em có bầu lục tháng rồi, anh cứ bỏ em với vợ khác. À, từ lâu lắm rồi, đúng cái hồi là mình bao nhiêu tuổi? Hồi là hai mấy? Hồi đó em mới có 20 à. Trời ơi, bây giờ mình 46, 26 năm nay ở vậy nuôi con của mình đúng không? Bây giờ bà ngoại hay bà nội đấy? Em là bà nội ạ. Trời ơi, mấy cháu nội rồi? Em tháng 11 này em được hai cháu nội. Rồi, cái anh mà sinh năm 75 ấy, mà người Bắc Giang xong vào đấy gặp nhau trong thành phố Hồ Chí Minh thì hoàn cảnh của anh thế nào? Vợ anh cờ bạc rồi anh bỏ. Bỏ thật chưa? Hai đứa con nhà anh đứa có em bằng mẹ thôi. À, rồi. Tức là mình cũng thân tình đến mức độ là các cháu con nhà anh nó cũng biết mình rồi, đúng không? Em có nhà anh như rồi. Tức là mình cũng đã ra ngoài Bắc, cũng lên trên Bắc Giang thăm nhà anh như rồi. Dạ, dạ. Này, mình có cảm xúc không? Hai người yêu nhau lắm không? Em thì bên áp lực gia đình ở bên thì... Không, gia đình tính sao? Em bỏ anh thì bỏ thôi, anh không bỏ được em. Bây giờ thì hai người có thuê nhà ở với nhau không hay là không, thỉnh thoảng hẹn hò? Em làm ở bên nhà giúp việc, nhà tay ở nhà chủ luôn. À, ở nhà chủ. Thế gặp nhau làm sao, rồi gắn bó thế nào, trao đổi tình cảm thế nào? Một tuần thứ bảy với bọn em đi ăn uống một lần thôi. Rồi, thế thì... Có bao giờ mà anh ấy bàn đến chuyện là nếu như mà chúng ta đến với nhau thì em không thể đi làm giúp việc, anh ấy không muốn xa em ấy, ban ngày em cứ đi làm gì cũng được, anh làm gì cũng được, như tối chúng ta có nhà trọ này, chúng ta cũng là một gia đình, nấu nướng ăn cho nó ấm áp, nó có thế không? Có, anh cứ đòi em là cuối năm nay cho gia đình anh xuống Đồng Nai đi chơi với nhà chú em ấy, chú ruột em ở Đồng Nai á. Này, nói thật chứ mình cũng lên chức bà nội rồi, bây giờ đời mình tự quyết đi. Tuổi này rồi cứ phải cô gái mới lớn đâu mà sợ mẹ không đồng ý, sợ chị gái không cho. Thế thật ra thì mình đã thiệt thòi. Chị ở xa thì ốm đau không ai chăm sóc cho. Này, gần cũng chả chăm sóc đâu, có lòng thì mình tự lo đến bản thân chứ anh em kiến giả nhất phận, đừng có hy vọng rằng là mình không có chồng rồi ở đấy, rồi đến lúc ốm đau thì cô em gái lại vào chăm cho đâu. Nó vào thăm cho một tí, nó cho được 500, 1 triệu thế thôi. Mình mà ốm, mình nằm nhiều thì mình cũng tự lo. Chứ cho nên là thế này này, mới 46 tuổi còn khá trẻ. Và đặc biệt trong hoàn cảnh của mình là mình vất vả từ bé về cái đường tình duyên, mình chưa được lúc nào được yêu cho nó thực sự ra. Cái hồi mới 20 tuổi chẳng qua lỡ ra vậy, bác sĩ bảo cưới nhưng cuối cùng nó cũng chẳng cưới, nó chạy mất. Thế rồi mình đã nuôi con một mình thiệt thòi nhiều lắm. Nay thì ơn trời các cụ phù hộ cho gọi là mình chịu khó tần tảo làm ăn. Nếu may mà gặp được anh ấy thì thôi, mình đặng cái đoạn Lan và Điệp gặp nhau cho mình nó cũng có đời, nó tươi một tí cũng tốt mà. Mình cũng đã trọn vẹn với con, với cháu rồi. Điều với anh là cho em về chăm sóc con mấy tháng rồi em hết năm nay thì sau năm em trả lời.
mình cứ tình cảm, mình cứ xây dựng, chưa ai bắt mình phải cưới ngay, chưa ai bắt mình phải ở chung ngay, nhưng mà mình cứ mở lòng đi. Thôi mình cứ xác định là anh là người đàn ông thứ hai thôi, còn cái lão kia thì duy nhất là có cho em đứa con, nhưng mà cái người mà mang lại cho em cái sự ấm áp thì gọi là anh. Em thật sự em rất là quý, em cũng mơ ước. Anh ấy mấy con rồi? Anh ấy một trai một gái. Bây giờ mình lấy nhau, ông bà không đẻ nữa, ai cũng có trai gái dâu rẻ rồi. Như là dầu rác cặp lại, các cụ nói như thế, ghép lại cho đôi đũa nó có đôi. Mình chăm sóc nhau những năm tháng tuổi già, sau này làm nương tựa cho nhau. Nếu mà có thì phải bàn với anh đến chuyện rằng là ở đâu cũng là làm, để mà nó bền chặt về mặt tình cảm ấy, thì mình có thể quay về. Ví dụ lấy anh phải quay trở về về Bắc Giang chứ, đúng không? Vâng, dạ. Rồi anh ấy có thể làm ở Sài Gòn thì làm ở Hà Nội thì làm, mà không thì lên Lạng Sơn hay thậm chí làm ở Bắc Giang cũng được, tùy cái công việc của anh ấy. Anh ấy đang làm gì? Anh ấy làm bên thợ xây chị anh. Rồi thợ xây thì đâu chả xây, xây ở nhà anh chả hết, thì Bắc Giang đầy việc đúng không? Lúc ấy thì cứ sáng đi làm thợ xây, tối lại về với vợ, cơm nước xì xụp có gì ăn đó. Làm được 300 là mang trọn về 300, không phải tiền thuê nhà trọ, không phải là buồn quá mà phải đi ngồi lê la nhậu để cho nó lấp thời gian. Nhưng mà khi sau này có cuộc sống gia đình rồi, mình cũng phải bảo rằng là anh ơi, tuổi già đến nơi rồi, anh mà làm đấy, đến lúc mà ít tuổi nữa là anh không thể leo giàn giáo, anh không thể xây mãi được. Thế cho nên bây giờ cứ kiếm được 10 thì phải lo ăn bữa nay lo bữa mai, đưa tiền em cầm cho em quản cho em cũng làm em kiếm em ăn, chứ cũng chẳng phải là ăn nhờ ăn đậu gì. Mình giữ cho anh để nó có một chút vốn chút liếng, sau này đến 50, 55 không trèo được giàn giáo, không xây được nữa thì về nhà mà chăn nuôi con trâu con bò để mà nó có thu nhập, cuộc sống ông bà nó cũng vui vẻ. Cái người vợ quan trọng lắm. Chứ người đàn ông phần đấy tuổi đầu rồi. Hai đứa biết nhà anh em quý em lắm. Đấy, thế nó là cái duyên đấy. Thường thường là các cô con gái là nó giữ bố nó lắm ấy, thế mà nó gặp mình mà nó đã tít mình thì chứng tỏ là mình cũng đáng yêu. Mình nghĩ đến mình đi, mình đừng có nghĩ đến là cô em cô không cho lấy chồng, ai có thân thì người lo, mình lo cho con cho cái mình, mà con cái trưởng thành rồi thì bây giờ lo đến cho bản thân. Thôi có lẽ mình do ăn ở tử tế mà trời thương, gần 50 với cho một anh, mà lại không những một anh mà lại còn có hai đứa con của chồng cũng quý nữa. Thôi trời bù, chịu khó nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả, và chúng tôi cũng gửi lời chúc chị sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, em chào mọi người, em chào tất cả mọi người đang nghe chương trình từ Cửa Sổ Tình Yêu. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em thì đang mới 22 tuổi mà đã bị tình trạng xuất tinh sớm chị, nên là khá là lo lắng chị ạ. Vâng, rất là lo lắng đúng không? Nhờ bên chương trình tư vấn giúp em. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được chuyển tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Chị chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ. Em 22 tuổi à? Dạ vâng. Quan hệ nhiều lần chưa? Cũng quan hệ cũng không phải là quá nhiều lần, nhưng trước kia thì do cái tuổi dậy thì của mình thì mình cũng thủ dâm cũng nhiều, cho nên là em nghĩ đấy là nguyên nhân chủ yếu đấy. À thế à, tức là quen rồi đấy hả? Ý chị muốn hỏi là khi mà em quan hệ với gọi là đối tác đi, không biết người yêu hay là ở đâu đó, thì nhiều lần chưa? Tính về trung bình thì chắc là ít, bởi vì mình cũng đang còn... Có phải liệu xuất tinh sớm đấy nó có phải là do run không? Do hồi hộp không? Do yếu tố tâm lý nó làm cho mình luống cuống vân vân và nó xuất tinh sớm không? Cũng là một phần yếu tố ạ. À thế à? Nếu mà đấy là một phần yếu tố thì những lần sau nó có đỡ hơn không? Những lần sau thì cũng có, nó tùy một vài lần, có lần thì nhanh hơn, có lần thì nó lại xuất lợi hơn. Lâu hơn, vậy thì lần lâu hơn là do sao? Lần lâu hơn thì có, trong thời gian quan hệ thì mình có nghĩ đến những cái khác thì làm cho nó phân tâm đi thì đó, nó sẽ xuất lâu hơn. Đó, đấy là yếu tố tâm lý, đúng không? Thế và vẫn với một cô hay là với nhiều cô? Cũng... Tại vì cái yếu tố tâm lý và cái tình cảm ấy, và đối tác của mình nó cũng tham gia vào cái việc xuất tinh sớm của mình. Vâng, vâng. Đấy, cái thứ nhất là em tự cảm nhận thấy, gọi hồi trẻ chứ bây giờ cũng vẫn trẻ mà. Thế bây giờ vâng, còn vâng. Thủ dâm không? Bây giờ thì nó vẫn rất là ít hơn nhiều chị. Thế à? Thì mình phải điều chỉnh.
Bởi vì thủ dâm ấy nó không phải là xấu, nhưng nếu mình lạm dụng nó thì chắc là em cũng đọc sách vở rồi thì em thấy rằng là nó sẽ gây ra thành một cái phản xạ là xuất tinh sớm ấy. Thế cái thứ hai là cái xuất tinh sớm thì tại ở tuổi trẻ mà nó cũng hay gặp ở những cái bạn mà khi yêu xong là bước vào cái quan hệ tình dục ấy thì cái cảm xúc nó đóng vai trò nó cũng lớn. Nếu mà mình cứ chuyên vào, ví dụ có những bạn bạn như thế này ạ, bạn có tâm sự như thế này, chẳng hạn là như là khi mà em mang bao cao su thì em thấy yên tâm lắm và quan hệ được dài. Thế thì hỏi ra làm sao, bảo là bởi vì không có sợ cái gì cả, không có sợ cô bé kia bị mang thai sẽ trói mình, bắt mình phải cưới, không có sợ bị lây truyền qua đường tình dục, vô tư, tức là cái đầu không có bị sợ. Đấy, đó là trải nghiệm của một bạn. Thế có những bạn khác thì cái lần quan hệ đấy xuất tinh nhanh lắm, là bởi vì sợ bị lộ, cái tâm lý sợ bị lộ, sợ bị phát hiện, cho nên nó cũng nhanh. Vâng. Nhá. Thế và em thì cũng có lần là xuất tinh rất nhanh, có lần xuất tinh chậm hơn, đúng không? Vâng. Được lâu hơn. Và lại là người mà đang lạm dụng cái chuyện mà gọi là thủ dâm ấy. Vâng. Vậy thì mình phải điều chỉnh. Mình có nên bỏ hắn không? Tại vì bây giờ là em đã có bạn gái. Tại chưa? Hiện tại thì là chưa. Còn trước đó thì quan hệ là với ai? Bạn gái hay là? Cũng chưa, nhưng kiểu như là mình ngoại hình cũng không cũng được. Con gái người ta. Nó cứ ngả vào mình, thế là mình mình chiến luôn. Chiến vô tư hay chiến lo lắng? Cũng... nói chung là cũng khá thoải mái. Cũng khá thoải mái, không có sợ bệnh tật gì à? Những cái này thì hầu như là đã đều tìm hiểu và đều dùng bao cao su. À, đó, cái mà dùng bao cao su thì là nó an toàn như thế đúng không? Và chính cái dùng bao cao su nó cũng làm chậm xuất tinh sớm đi ấy. Đấy là cái cách mà em có thể giải tỏa hoặc là thỏa mãn cái nhu cầu. Tình dục không phải là xấu, nhá. Nhưng mà tình dục phải an toàn. Và tình dục phải lành mạnh. Thế thì bao cao su là an toàn. Còn lại cái chuyện lành mạnh thì đấy là dựa vào cái quan hệ. Nhưng mà đừng dễ dãi quá, khổ thân con gái nhà người ta. Mình được cái ngoại hình nó ngả vào người mình thì mình phải kiềm chế một tí. Mà đừng dại chẳng hạn như thế, phải thương con gái nhà người ta tí nhá. Thì đấy là về khía cạnh tình cảm. Và nếu như mà em giảm được cái tần suất, tại vì nhu cầu tình dục nó lên xong là mình có thể kiềm chế được là ôi giời tuần này những 3 lần rồi, thế bây giờ cứ ở nhà như này thì nó lại, hoặc là xem phim hoặc là xem điện thoại này, nó cứ có những cái tranh ảnh nó lại muốn, thì mình phải biết cách đi ra ngoài để tập thể dục thể thao này, hoặc đi chơi này, hoặc đi uống cà phê để cắt nó đi. Đúng không? Không lạm dụng, mà lạm dụng thì sau này nó sẽ ảnh hưởng. Còn em bây giờ mới chỉ là bắt đầu thì vẫn hoàn toàn điều chỉnh được. Nó gọi là đời sống tình dục của mình được nhá. Chị chúc em luôn mạnh khỏe, sinh hoạt lành mạnh và thật là hạnh phúc ở cái lứa tuổi 20-22 nha. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng chúc bạn sẽ luôn giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625. Chương trình phát thanh Thanh niên. Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn.
Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, xin chào quý vị đang ngồi trước máy thu thanh để đón nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bích Ngọc sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Xin chào chương trình ạ. Em hỏi là ông chồng là năm 2017 là ông về những chỗ biển cầm đồ, ông đánh lô đề, đánh bạc và ông xuôi gái. Vâng. Ông hành hạ, đánh đập, chửi đuổi mẹ con em khổ lắm. Bạo lực gia đình rồi thì bao nhiêu lần đánh em bị đau, chảy máu đầu, chảy máu chân tay. Ông ném những hòn đá xi măng vào đẩy em xuống ao nước. Vâng. Ông vẫn đi chơi năm 2019 thì em làm đơn ra tòa rồi. Nhưng mà ông mà tao sai rồi, tao xin mày thì em rút đơn về. Thì xem ông như nào, ông có giả lọ được hay là ông không chơi nữa. Thì như ông lọ không giả mà ông vẫn chơi. Vâng. Thì mà ông lại cào ra cho anh em nhà ông nữa là một. Ông dính vào tệ nạn hai, ông buôn nỗ là ba, chơi gái nữa. Cặp các gái cà phê rồi thì các quán hát cầu khê. Vâng, nhưng hiện nay thì hai người đã ly hôn chính thức chưa chị? Chưa. Em xem là bỏ hay là không bỏ đấy. Như hôm cái thằng cháu nó ra hành hung, nó đánh thằng con dai nhà ông anh dai đấy. Vâng. Thì nó giờ làm đơn ra tòa bỏ hay vâng. là thế nào? Xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Chị vâng. cũng đã là nạn nhân của cái tình trạng bạo lực trong gia đình rồi đấy ạ. Vâng. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện và chia sẻ với chị. Xin mời anh. Vâng, rồi, em. Rồi xin chào em. Vâng, mình năm nay là bác là nói rất hay, rất rồi cảm ơn. Rất là cảm ơn. Rất muốn gặp bác nói chuyện cho em biết hướng để ly hôn hay là em rồi, nào. Anh nghe câu hỏi mà biết được nguyện vọng rồi. Năm nay là mình bao nhiêu rồi em? Em năm nay 46, 47, em đẻ 575 ạ. Ôi cũng còn trẻ nhỉ. Thế các cháu lớn chưa? Cái cháu gái đầu lòng em là sinh năm 96, năm nay cháu 25 tuổi ạ. Còn cháu gái thứ hai sinh năm 2000, năm nay 21 ạ. Kinh tế có khó khăn không? Ai là người mà lao động chính để mà tạo ra nguồn thu nhập gia đình? Em cũng là lao động chính ạ. Ừ. Bố nó có đóng góp gì không? Không ạ, thậm chí còn nhảy đấy những bao nhiêu tiền lúa, tiền lợn, tiền cá ao, em sợ bố nữa. Bán hàng ở trên tỉnh Hà Giang đấy thì như em đi cá đấy thì cũng không đưa cho em đồng nào, suốt năm nọ năm kia không đưa cho đồng nào đó. Ừ. Em phải lui hết vào các bên ngoại lui cho em. Ông có ở nhà không? Chồng hay giờ là... không ở nhà, từ năm ngoái năm nay là ông đi lên tỉnh Hà Giang ông bán các con ạ. À, tổng hiện nay nợ của ông với các loại vay mượn mà cho đến giờ mình nắm được thì là bao tiền? Em nắm được là hơn 300 triệu ở những chỗ tay biển cầm đồ đi đánh bạc ở năm 2018 ạ. Vâng. Mà chưa trả được đồng nào? Vâng ạ. Có bị người ta đến người ta quấy giày không? Người ta đòi là tịch thu thổ đỏ rồi người ta đuổi ra khỏi nhà. Tức là cuộc sống của mấy ba mẹ con có bị xáo trộn phiền muộn lắm không? Có ạ. Nhà em không có sổ đỏ. Những bọn xã hội đen đến hành hung rồi dọa mới đánh kiểu là đánh dơ dao rút dao. Đánh ông xã hay đánh mình? Ông không ở nhà thì dọa em với con em ở... Mày phải chồng trả mày tiền trả nợ đi. Rồi gây sức ép đúng không? Mày không trả thì chồng mày không trả được thì mày trả, mà mày không trả được thì con mày phải trả. Ừ. Thứ nhất là em cái chuyện này em có báo với lại công an xã hay là chính quyền địa phương biết không? Bởi vì những cái chuyện này nó dây dưa đến thậm chí là pháp luật an ninh trật tự. Bởi vì không được giấu, mình phải báo là đấy, hiện nay là nhà em thì có vay nợ, thế mà có cái đối tượng nó cứ đến nó hành hung, nó đe dọa. Thì có gì nếu như chuyện nó xảy ra thì em báo thì các anh hay các bác biết để giúp, vân vân. Cái việc thứ hai là chắc là 300-400 triệu thì mình chẳng có thể đủ cái tiền để mà trả nợ đúng không? Vâng ạ. Ừ. Có bán nhà đi thì có đủ không? Đủ ạ, nhưng mà... Nhưng sao mà đứng đâu ở đâu? Không dám bán, em sợ là bán này ra tòa lấy em làm đơn chia đôi tài sản ấy. Thì ông không nuôi được đứa nào là phần rồi ông lại... phần hết thì ông không dám bán ạ. Ở đấy, bởi vì thế này, cái chuyện em hỏi rằng là ly hôn hay là tiếp tục ấy, thì mình bây giờ mình cân nhắc là cái chuyện ly hôn thì được cái gì, mà nó sẽ giải phóng được cái gì.
Nhà cái vùng đấy chắc là nó cũng chỉ độ vài trăm thôi đúng không? Xong rồi ba đứa con, xong rồi bây giờ chia gia tài điền sản chia ra được của ông thì ông ấy trả nợ, còn của mình thì mình nuôi ba đứa con. Rồi cuối cùng thì mình cũng rơi vào cái hoàn cảnh cũng từ cái nỗi bất hạnh này sang cái nỗi bất hạnh khác chứ cũng chẳng phải là sung sướng hạnh phúc gì. Bây giờ thế này, giá như độ đôi 30 triệu ấy, thì anh cũng định bảo là xem ở nhà có con trâu, con bò, con lợn, con gà hay là nương dâu, nương lúa hay là ít ngô, ít thóc gì đấy mình gom gom, mình trả nợ dần cho ông ấy, sau đấy thì mình ly hôn cho nó giải phóng. Thế nhưng mà ông thì bây giờ hiện nay là ông cứ đi và ông không quấy rầy mình hàng ngày đúng không? Đồng ý về mà ông vẫn sai đứa con nấu cơm. Còn xúc phạm em bảo là tao nuôi mẹ mày bao nhiêu năm rồi, xúc phạm những đứa con em thế, nói xấu em thế. Em định là bỏ được cái rũ được cái loại đấy cho đỡ khổ, không là em mang tiếng là ông nuôi. Thậm chí hai đứa con em đi học năm ngoái cũng không nuôi được đứa nào, em phải nuôi. Thế tóm lại thì ví dụ như bây giờ đặt cái tình huống là sẽ ly hôn đi, thì mình sẽ nhẹ đi được cái gì nào? Em muốn là rũ bỏ ông đường ra cho đỡ khổ đấy. Mới lại sau thì có em... trường hợp nào mà rũ rồi mà rồi ông ấy ly hôn rồi mà về ông vẫn cứ đến ông hành hung, ông vẫn cứ chửi cho, xong rồi ly hôn xong thì tiền cũng không có, nhà thì có khi cũng phải bán, xong mấy mẹ con thì lại ở một cái chỗ cũng khó khăn hơn. Trong trường hợp của em thì gọi là đi cũng dở mà ở thì cũng chẳng tử tế gì. Nhưng người ta nói rằng là nếu mà trước mặt mà có hai con đường, một con đường tốt và con đường xấu thì chắc chắn người ta chọn con đường tốt, không ai đi đường xấu. Nhưng nếu trước mặt cả hai con đường đều xấu thì mình bây giờ mình cân nhắc mình chọn con đường đỡ xấu hơn. Trong trường hợp của em, ly hôn này, có một cái nhà vài trăm triệu bán chia đôi này, của ông đi trả nợ này, con thì nó lớn rồi, chắc người ta cũng trả tòa, trả chia, nó đâu đến cái tuổi được. Các cháu lấy vợ, lấy chồng rồi thì nó cũng sẽ tự bươn tự trải thôi. Thế thì cái được của mình thứ nhất là mình giải phóng, mình đỡ bực mình rằng là mình có chồng mà như không, hiện nay lại đi ở với này đám nọ đám kia mà còn chả quản lý được, coi như là có như không. Thế còn thì nếu mà cứ tiếp tục thì mình phải xác định thế này, trong đầu mình tư tưởng là có cũng như không, chỉ tội là chưa đưa ra tòa thôi. Đằng nào cũng thấy một người chồng chẳng đóng góp gì về kinh tế, cũng chả có trách nhiệm, cũng chẳng yêu thương. Thì thà rằng cứ đi như thế khuất mắt lại càng còn rảnh nợ dễ chịu, về nhà có khi còn gây sự hơn. Cho nên ông ấy đi được với ai thì cứ đi đi, chắc cũng chẳng ai người ta nuôi ông cho đến lúc già đâu. Thế còn thì bây giờ mình tập trung yên ổn cho các cháu. Này đang Covid thì đi lại thì khó, nhưng mà anh nói rằng là khi mà đi lại nó đỡ khó khăn ấy, em xuống Hà Nội hoặc ra thành phố mà mình kiếm việc làm đi. Vâng ạ. Một là thôi kể cả mình chưa làm gì được, mình bưng bê bát phở, rửa quán phở, quán cà phê, tháng đấy 5-6 triệu vừa là hỗ trợ nuôi con học đại học, rồi thuê xem thằng cu nó ở trọ ở đâu thì mình ở trọ ở đấy, mẹ con có díu dít với nhau, chiều tối về thì nấu nồi cơm đi mẹ con cùng ăn thôi, thì cơm rau muống xào với thì trứng rán thịt kho cũng được, cũng ngon. Và mình thấy mình có một cái niềm vui là mình suốt ngày, rồi hàng tháng nó có lương, rồi tối về thì mình nhìn thấy con mình nó cũng trưởng thành. Chứ còn kể cả mình có ở nhà, nó không ra một đồng nào mà mình cũng vẫn phải hỗ trợ con tiền, chứ nó đã lấy ở đâu ra, đúng không? Đấy cũng là một hướng nếu mà đi được này, thì thứ nhất là mình cũng tránh được những cái chuyện bạo lực gia đình. Đấy là một cái quan trọng nhất này. Thế còn thì đầu gấu có đến đòi tiền mà chả nhà đóng cửa, chả có ai nhà, đi mà tìm ông mà đòi, đúng không? Xong rồi nếu mà bí quá không được ấy, mà mình mới có 40 mấy thì làm giúp việc ngon lành lắm. Đấy, nhiều người người ta thích, cái tuổi cũng chững chạc rồi, mình cũng chẳng phải xa lạ gì với chuyện có cái nấu cái ăn, lau cái nhà. Nếu nhà người ta có cháu bé, mình yêu thương nó, gắn bó được. Đấy mà hướng anh nghĩ rằng là thoát cho bản thân em, đồng thời lại là nó có tương lai, đồng thời lại hỗ trợ được con trai. Chuyện gì đã qua, cho qua, và mình nhìn tương lai nhá. Vâng, chúc chị và gia đình sẽ luôn bình an nhé. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Long. Alo. Alo, dạ nha. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Như tuổi em 50 mà sao con gái nó cưng cứng rồi đấy. Anh 50 tuổi đúng không ạ? Tuy nhiên thì gặp khó khăn trong quan hệ tình dục à? Dạ. Vâng, gần đây mới thế hay là đã lâu rồi ạ? Năm mấy. Vấn đề của anh sẽ được chuyển tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn cho anh nhé. Tôi chào bạn. Dạ, em chào bác sĩ. Em mới 50 tuổi mà nó cương cứng, không cứng mà nó giãn tiết tinh sớm. À, mình bị như vậy là bao lâu rồi? Dạ, khoảng 2, mấy, 3 năm nay. Khoảng 2, 3 năm nay đúng không? Dạ. Chị hỏi thêm là mình có một cái bệnh mãn tính gì không? Có bị tăng huyết áp hay là tiểu đường? Dạ, có huyết áp. Dạ, có huyết áp. Tăng huyết áp em có dùng thuốc không? Khoảng 9, 10 năm nay. Dạ, huyết áp mỗi ngày mới uống nha.
Ngày nào cũng phải uống thuốc đúng không? Vợ em bao nhiêu tuổi? Dạ em cũng 49-50 rồi đó. Thế à? Mãn kinh rồi. Thế vợ có phàn nàn gì không? Càng nàn lắm, càng nàn lắm nhiều lắm chị ơi. Thế sao? Chứ mình mới đưa vô cho nhấp nhấp cho nó ra thì cũng... Ngoài huyết áp thì em có bị cái bệnh mãn tính gì nữa không? Dạ không có, chỉ huyết áp không à. Chỉ huyết áp à? Thực ra thì vấn đề của mình nó cũng có liên quan tới cái bệnh tăng huyết áp ấy. Bởi vì mình cũng biết là sự cương cứng của dương vật ấy, thì nó là nhờ vào một cái lượng máu nó bơm đến các cái khoang, các cái vật hang, vật xốp theo cấu tạo của dương vật. Và khi mà dương vật cương ấy, thì máu phải đến đủ và nhiều thì nó mới làm tăng cái kích thước của dương vật, hay nói cách khác là nó mới đảm bảo được sự cương cứng của dương vật. Nhưng mà bây giờ thì mình lại bị bệnh tăng huyết áp ấy. Mà tăng huyết áp thì nó cũng là một cái bệnh mà nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự cung cấp máu cho cơ thể nói chung cũng như là cho dương vật nói riêng. Thế mặt khác nữa thì những cái tác dụng phụ của những cái thuốc mà mình dùng để điều trị tăng huyết áp ấy, nó cũng có thể là một cái nguyên nhân nữa khiến cho mình bị rối loạn cương dương hoặc là xuất tinh sớm. Thế bây giờ theo chị thì thế này. Thực ra vì mình cũng có bệnh rồi ấy, cho nên là mình bây giờ mà lại là 50 tuổi nữa. Tất nhiên 50 tuổi thì nó cũng chưa phải là mãn dục đâu, nhưng mà nó cũng đã bắt đầu bước vào cái thời kỳ mãn dục rồi. Chính vì thế nó rất nhiều các cái yếu tố khác nữa, cộng với tâm lý của mình nó cũng không thoải mái nữa. Nó cũng làm cho mình hay lo lắng, rồi khiến cho cái việc đấy nó cũng rất dễ xảy ra. Nếu có điều kiện thì em có thể lên thành phố Hồ Chí Minh ấy. Những cái bệnh viện mà người ta có cái chuyên khoa về nam học ấy nhá. Thế xong là em lên trên đấy, các bác sĩ người ta sẽ thăm khám cho em kỹ hơn. Ở đây không phải chỉ là thăm khám lâm sàng đâu, mà người ta có các cái biện pháp khác về cận lâm sàng. Ví dụ người ta có thể chụp mạch máu, hay người ta siêu âm, hay người ta chụp Doppler vân vân, để người ta đánh giá xem là cái tình trạng mạch máu của em nó như thế nào, cũng như là cái khả năng cung cấp máu cho dương vật nó như thế nào, vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự cương cứng của dương vật. Thế và dựa trên những cái đấy thì hy vọng là người ta sẽ có thuốc người ta cải thiện cho mình thì mới được, chứ đừng tự ý mua các cái thuốc để mà nó tăng cương dương hoặc là những cái thuốc kích thích. Bởi vì là những cái thuốc đấy ấy, thì nếu mình điều trị không đúng nguyên nhân thì có khi là tăng bất thường đấy nó còn ảnh hưởng cả đến cơ thể của mình nữa, chứ không phải chỉ riêng của cơ quan sinh dục nhá. Thế có điều kiện thì mình lên mình thăm khám để mình kiểm tra tổng thể lại xem là cái hoạt động của cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề gì không, thì hy vọng là hỗ trợ mới cải thiện được cho em. Chứ còn trên nền một bệnh nhân tăng huyết áp mà đã điều trị 9-10 năm nay rồi thì nó không thể như cái lúc mà 30-40 được đâu nhá. Vâng, chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Sơn La. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Sơn La. Vâng, em chào chị. Và em thì năm nay cũng gần 50 rồi. Vâng. Nhưng mà kiểu vừa rồi thì phát hiện ra việc kiểu chồng ngoại tình ấy. Vâng. Tâm trạng không được tốt. Vâng, rất là chia sẻ với chị. Phát hiện bằng cách nào đấy chị? Thì em thì cũng là vô tình thôi. Nên lấy người ta đi làm gì là kiểu đối phương họ gọi điện đến thì em thấy nghe không? Thấy xuất hiện cục đi luôn. Tức là mình cũng mới đang nghi ngờ thôi đúng không ạ? Không đâu chị ạ, nó là sự khác rồi. Dạ, câu chuyện của chị sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đoàn sẽ tâm sự với chị, xin mời ạ. Cảm ơn chị. Rồi, xin chào nhé. Vâng, em chào anh ạ. Hiện nay mình ở nhà với ai? Em ở nhà thì em ở nhà với cháu bé thôi, còn cháu lớn em thì nó đi công tác rồi. Thế hả, độc lập trưởng thành rồi. Cháu bé là bao nhiêu tuổi rồi? Bé con nhà em cũng năm nay hết cấp rồi. Hay cấp 3 hả? Gọi là bé nhưng cũng sắp lớn rồi đúng không? Kinh tế gia đình có tạm tạm không? Cuộc sống có khó khăn lắm không? Sống em thì không có gì là khó khăn đâu. Mình xin lỗi là cán bộ hay mình làm nông nghiệp hay kinh doanh? Em thì là một người có nghĩa là kinh doanh bên ngoài thôi chứ anh ạ. Tốt quá chứ, kinh tế được đúng không? Ông xã làm gì? Nói chung chồng em cũng thế, hai vợ chồng em là làm cái việc bên ngoài thôi. Nhưng mà chồng em thì hay đi làm cho doanh nghiệp.
Từ trước giờ là không bao giờ nghi ngờ mà ông thì chưa có tiền án tiền sử gì đúng không? Là cái chuyện ngoại tình bố bệnh. Hoặc là mình không biết. Một vài lần mà cứ đêm có người gọi điện đến thì là em cũng hỏi thì cứ bảo người ta trêu chọc thì em cũng hiểu cũng cho qua. Rồi. Đợt này thì mình sẽ truy bằng cùng. Cái hôm ấy mà phát hiện thế xong rồi hỏi ông rồi làm sao mình lại ra được cái việc là con bồ. Và nãy mình nói là mình kết luận chính thức thì nghĩa là làm sao? Anh ơi, có nghĩa là một lần trước rồi thì có một lần là em cũng nhận được tin nhắn của gái nhắn bú rồi. Em đã đòi xuống tận nơi để em nhắc nhở người ta thì em cũng chỉ bảo nhẹ nhàng với chồng người ta là bảo đây là tin nhắn của vợ anh, số của vợ anh đây. Nhà anh dạy dỗ vợ anh. À, tức mình còn biết đến tận nhà cô ấy hả? Đấy là ngày đấy là nó mới là kiểu trong cái tình trạng tán tỉnh thôi anh ạ. Cái cô mà gần đây nhất thì là sao? Vừa rồi là em là kiểu là ông ấy đi chơi về đấy. Thế là em thấy một cuộc gọi video đến. Thì ông ấy mở lên alo, ông ấy nhìn thấy mặt là tắt đi luôn. Anh ở nhà cúp đi luôn. Thế là thôi em giữ luôn cái máy điện thoại là em mới nhắn tin giả danh là ông ấy. Nhắn cho cái đối tượng mà vừa gọi đến đây đúng không? Đúng rồi, em nhắn tin luôn. Em là mình nhắn thế nào? Nhắn là con bé lại bảo anh đang ở nhà thì đừng có nhắn tin không lại lộ. Thế này em bảo là không, kiểu em với thành nói kiểu nó nọ nói kia là ý là anh đi đâu đi đấy rồi, đi vắng rồi không có nhà đâu, anh đi chơi luôn rồi. Em gọi có việc gì kia. Tức là mình giả mạo là ông ấy đúng không? Đúng rồi, em giả mạo và em nói chuyện thì là nó thành sơ hở ra, nó thành lộ từ con kia, xong bắt đầu với em mới bắt đầu là ở đấy tin nhắn đấy anh đọc lại đi, nó nhắn những gì yêu đương rồi nọ kia gì với nhau ấy, nó con kia nó bảo là nó yêu ông này. Thế thì em mới bảo đấy, thế là có những cái chuyện gì thì ông này ông mới lại nói hết, nó bắt đầu sợ em ấy là bắt đầu mới nói hết ra. Ông nói làm sao? Nói chung ông bảo ông vừa đi ngủ với con đấy về, khoe đàng hoàng thế vừa mới ngủ một tí thôi đúng không, chứ còn thì lâu chưa, tức là ở quan hệ lâu mấy năm rồi hay là vừa mới chỉ ngủ một lần? Con này là ông ấy quan hệ vài lần rồi ạ. Kiểu là con này không có chồng, ý định là kiểu dạng bồ bịch về giấu vợ. Con lâu dài, tức là vợ vẫn vợ, thỉnh thoảng lại đi ăn vụng với cái cô đó, đúng không? Đấy, chung quy thế mà em còn khai ra là ông này đi rất nhiều người bóc bánh trả tiền nữa. Thôi được rồi, cái đấy mình không biết thì mình cũng hơi kết luận, nhưng mà thôi cứ biết là cái đợt này là... Không, em không kết luận đâu mà em hỏi ông đã khai hết rồi. Rồi, ông khai là ông vài người rồi, đúng không? Thế sau rồi thế nào nữa? Cái luận bây giờ thì em rất là buồn, mình không biết nên cư xử thế nào luôn. Thế mình nói với ông thế nào khi ông khai xong thế? Em bảo em cũng là chúc mừng anh, coi như là xé nát tim vợ anh ra, mất niềm tin của vợ anh rồi, coi như đủ thứ. Em chỉ biết nói thế, chẳng biết nói nào. Bây giờ em bảo là em thương mẹ anh già thì em không nói nữa thôi. Đúng rồi, nói cho mẹ anh thì cũng chả giải quyết gì, bà già này làm sao mà con 50 tuổi con rồi. Con cái thì nó coi thường bố mẹ, thì em buồn vô cùng. Tôi mình cũng không nói cho các con biết đúng không? Em không. Mình để một mình đau đớn. Em không biết nói với ai nên em muốn gọi anh để xin anh tư vấn. Anh chỉ muốn biết thế này này, thật lòng thì em vẫn yêu ông ấy đúng không? Em có lắm, bây giờ em mất niềm tin rồi. Tất nhiên mất niềm tin, nhưng mà nếu với một cái người mà không có tình yêu căm thù chắc là lành làm gáo vỡ làm môi là ầm ĩ lên rồi. Ở đây mình cũng vì các con, mình cũng rất là thương ông ấy. Ông ấy chịu khó làm ăn chứ hả? Nói chung mọi người cũng chịu khó đấy, nhưng mà có đánh vợ bao giờ không? Không đâu anh. Trừ cái lúc mà đi ngủ với bạn gái ra, còn lại có yêu thương vợ không? Bây giờ thì đối với em thì em nghĩ đấy là giả dối hết, em không có tin à. Thế tóm lại thì vợ chồng có duy trì cái đời sống tình dục đều đặn không? Vẫn bình thường mà em nghĩ ông này còn chẳng đáp ứng được em. Mà em đều phải nhịn, bởi em nghĩ là đừng đặt nặng cái vấn đề lên hàng đầu. Rồi. Thật ra thì mình thì hơi bị hiền quá. Tất nhiên không cần thiết phải ầm ĩ rồi là mình mày tao mày tớ gì. Nhưng mình phải nói ngay với ông cái lúc mà mình đang hăng máu tiết ấy. Rằng là em mất niềm tin, em không ngờ bây giờ anh lại có thể đổ đốn ra như thế này. Em chỉ nghĩ rằng nếu em bây giờ mẹ anh biết rồi. Em cũng không hiền lắm đâu anh. Xong rồi là bây giờ đây đơn ly hôn, mình cứ thử xem là cái phản ứng là sao. Sao có thái độ lúc ấy. Anh hết rồi anh ạ. Thế sao anh làm sao? Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là... Đúng, anh cũng giống như anh nói. Ờ thế à? Kiểu em cũng làm đơn, em bắt ký rồi. Anh cũng ký không? Quỳ lạy xin lỗi em đủ quá thứ. Nhưng bây giờ em... Ủa sợ em không biết kiểu gì, đúng không rồi. Biết cư xử như thế nào thì nó đúng luôn. Thứ nhất em là người giống như sau một cơn ốm nặng, bây giờ vừa mới xuất viện thôi, sức khỏe nó còn yếu, người nó còn bấy, cần có thời gian để mình bình ổn. Đúng là cái vụ vừa rồi nó như một cú đấm rất là lớn đối với em. Không thể một sớm một chiều mình quên được. Nhưng mà nếu như mà mình cứ chìm đắm vào đây á, thì rồi
Con cũng chả biết, mẹ anh chả biết, anh thì cũng thề rồi, hứa rồi, đảm bảo rồi, cái gì khai cũng khai hết rồi. Thế cuối cùng mỗi mình mang cục ức và mình là người khổ nhất ở trong cái vụ này, đúng không? Em bây giờ em sợ nhất là thế này anh ạ, có hai điều em băn khoăn. Một là bây giờ em ấy ra thì con em nó đang tuổi lớn. Rồi. Nó suy nghĩ cái đứa nó cấp 3 đứa thì chưa vợ, chưa con anh thì... hiểu rồi. Thì là đến lúc gia đình như thế này thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Rồi, anh hiểu rồi. Mà em sống cùng thì là em mất niềm tin rồi. Bây giờ em nói ra thì em bảo chị sống với nhau mấy chục năm thì em bảo sống thử 25 ly thân. Cảm thấy thoải mái thì sống tiếp, mà không thoải mái thì thôi. Còn bây giờ sống với nhau tình nghĩa cũng được. Thì em giữ cái thể diện cho ông ấy, cuối cùng cái thể diện gọi là cái lòng tốt của em, cuối cùng ông giúp ông ấy là giữ cái thể diện cho ông với gia đình, với bạn bè, với con cái. Cũng cho mình em cơ hội nữa. Em tự nén đau một mình em thôi, không dám tâm sự với một người nào, kể cả chị em, anh em trong gia đình. Tóm lại thế này này, thôi mình giữ gìn cũng được, cho ông một cơ hội, để cho các con một cái môi trường gọi là thôi cái giả bình yên đi. Thế nhưng mà mình thì không nén quá cái nỗi buồn ở trong lòng, bởi vì cái cảm xúc tiêu cực ấy nó không đi đâu mà nó thoát được đâu. Nếu mình không tìm cách thoát ra là nó sẽ ung nhọt ở trong người, rồi đến lúc mà nó không chịu được nữa là nhiều người trầm cảm, nhiều người thì phát rồ lên, rồi có những người mà nổi cơn ghen tuông tự nhiên lại làm những việc nọ việc kia rất là tệ hại. Cho nên tìm cách được xả nó ra đi, nói chuyện với thôi thì không nói với các con, nhưng mà cô bạn thân, chị bạn thân. Nhà em có xuống lơi nhà của cái một hai đứa mà ông ấy quan hệ ấy. Em đã xuống và em bắt ông đưa xuống tận lơi. Bé nó xin lỗi, có một đứa thì quỳ xin lỗi em, còn một đứa thì xin lỗi em. Thôi, đấy, em cũng đã làm cái việc của mình không phải là để là cứ đi tìm sang các cô rồi các cô đều quỳ xin lỗi này. Bây giờ có 10 cô quỳ trước mặt mình thì mình cũng chẳng béo lên, rồi mình cũng chẳng khỏe lên, rồi lại càng đau hơn. Cái người mà có lỗi nhất chính là chồng mình, đúng không? Các cô ấy thì cũng là nạn nhân thôi, ông chắc là phải đong đưa cũng là... Nên là em mới không chửi để bới chúng nó. Tức quá thì giận cái... Phải chồng em không có vấn đề thì làm sao nó có vấn đề được. Đúng. Thôi thế cho nên là ăn uống đi, đi làm đi. Lúc đau thì không ngồi đấy khóc đi, nhảy nhót tập thể dục thể giết. Em cần có thời gian để phục hồi sau trận bão lũ vừa rồi. Vâng, hy vọng rằng chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi cũng đã chia sẻ những cái vấn đề trong chuyện tình cảm gia đình của chị. Xin được cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Xin chào thính giả. Em chào bác sĩ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Em hỏi, em năm nay em 47 tuổi mà mấy tháng nay em đi tiêm ấy. Vâng. Tiêm vaccine của Trung Quốc ấy. Vâng. Mà bây giờ tự nhiên là như kiểu là vú của em nó cứ nổi cục lên, mà lúc nào em cũng xét nghiệm rồi, bác sĩ mới bảo là nếu mà cục mà nó bình thường vấn đề gì nên tiến trên thì xét nghiệm xem là nó có tế bào ung thư không, thì em ở xã anh em bây giờ đang có dẫn chỉ bác sĩ. Vâng. Xin cả bác tư vấn cho em xem nào. Vâng. Bây giờ là cái u thì của em liệu có bị ung thư không? Vâng, tóm lại là chị lăn tăn vì là hai bên ngực của mình có nổi cục đúng không ạ? Vâng. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho chị nhé. Xin mời bác sĩ. Tôi chào bạn. Dạ, em chào bác ạ. Mình còn kinh nguyệt không hay là mãn kinh hay thế nào rồi em? Dạ, thì bác em vẫn còn ạ. Vẫn còn hả? Có đều không em? Dạ, em dạ có đều ạ. Vẫn đều hả? Vâng ạ. Mình được mấy cháu rồi? Em có một cháu, mà cháu như em bây giờ đi xây dựng gia đình, em có hai cháu ngoại ạ. À thế à, có một cô con gái đã đi lấy chồng rồi đúng không? Thế là bây giờ có mỗi mình mẹ, hai bố mẹ ở nhà với nhau. Em bây giờ có một bệnh dạng. À thế à? Vâng, em với nhà em đã chia tay mấy chục năm rồi ạ. Thế à? Thế dạ, vâng. Những cái lúc lo lắng như này thì có nói chuyện được với ai không? Không bác ạ. Em có nghe thì trước nay em nghe từ cầu tình yêu thôi, chứ em chả biết tan trở ra thì em báo cáo với bác là em cái cục của em này thì thời ông gái hơn. Bây giờ thì nói chung là nó vẫn có thời ông gái. Nhưng mà hồi trước thì nó cũng nó có thì nó có từ mấy năm nay rồi, chứ không phải bây giờ nó có. Nhưng mà mỗi cái là cái đợt này em tiêm đi, em tiêm chống covid thì tự nhiên bây giờ nó cảm thấy nó to hơn mức bình thường rồi ạ. Thế à? Mình sờ thấy nó to hơn à? Kích thước nó tăng lên à? Nó to hơn trước ạ. Có đau không?
mấy cái tuần sang riêng cái tuần đầu một thì nó không đau, trong tuần thứ hai thì bắt đầu nó bị sưng sưng đau, bây giờ sang đến tuần thứ ba thứ bốn thì nó lại không đau nữa. Mình tiêm được mấy mũi rồi? Thưa bác, em tiêm được 2 mũi ạ. À, xong 2 mũi rồi đúng không? Mình có kiểm tra là nó có nổi hạch ở nách ấy. Dạ không ạ. Thực ra thì theo tôi thì như thế này. Thứ nhất là cái khối u ở ngực ấy nó to lên ý, hay nó đau á, hay là nó nổi hạch nách hay nó sưng gì đó thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cái việc tiêm vaccine đâu nhé. Thường là nếu sau khi tiêm vaccine ý, nếu có phản ứng thì thường nó là phản ứng toàn thân. Ví dụ nó có thể là sốt, nó có thể là đau mỏi người, thậm chí nó có thể là đau mỏi cái cánh tay mà cái nơi cái chỗ mình tiêm á. Đấy, chứ còn cũng chưa thấy có cái báo cáo nào bảo rằng là sau khi tiêm vaccine mà các cái khối u ở ngực nó lại tăng lên nhá. Có thể nó cũng là cơ hội thôi. Nó nhân cái dịp này nó thế cho nên mình nghĩ là do tiêm vaccine, nhưng thực ra thì nó cũng không hoàn toàn liên quan. Thế nhưng mà có điều ở tuổi của mình như thế này này thì mình rất cần được loại trừ một cái bệnh gọi là bệnh ung thư vú. Có những cái khối u từ có thể lúc đầu nó chỉ là khối u lành thôi, nhưng mà sau thời gian, nhất là vào cái tuổi mà cái tuổi gần 50 như mình, nó sắp sửa vào cái tuổi tiền mãn kinh cũng như mãn kinh, thì nó có thể nó có những cái biến chứng đi, và nó gây thành bệnh ung thư vú. Đấy là cái mà mình rất là quan ngại đúng không? Thực ra mình cũng rất quan tâm đến sức khỏe mà. Chị cũng nghe thấy mình nói là mình cũng đã đi khám rồi đúng không? Dạ, bác sĩ ở đâu khám cho mình vậy? Dạ em khám ở viện tỉnh ạ. À. Bệnh viện tỉnh ấy hả? Thế sao các bác? Viện quê. À, viện quê là ở huyện à? Vâng, ạ. Ờ, các bác sĩ ở đấy thì chưa chọc cái khối đấy cho mình bao giờ à? Chưa, họ chỉ có chiếu chụp thôi ạ. Có siêu âm không em? Có ạ. Ừ, nhưng mà đúng là một quan trọng nhất chính là cái chọc cái khối u đấy ra để xét nghiệm, xem nó là tế bào gì, thì đấy mới là cái cận lâm sàng rất là quan trọng để chẩn đoán xác định là có phải là ung thư vú hay không. Thì các bác ấy lại không làm được. Chứ còn ví dụ như là siêu âm này hay kể cả chụp đi chăng nữa thì nó chỉ lên hình ảnh của cái khối u thôi. Có bao nhiêu khối u hoặc là kích thước của khối u như thế nào. Chứ còn bản chất của khối u ra làm sao thì lại phải dựa vào cái chọc đấy. Thì mới gọi là làm xét nghiệm tế bào. Thế thì bây giờ theo chị thì thế này. Dịch thì cũng chưa biết là đến bao giờ nó có thể ổn được. Nhưng mà bây giờ em có đi khám bệnh thì đấy là nhu cầu đến sức khỏe. Và em được phép đi ra khỏi Nam Định cũng như là vào Hà Nội để em đi kiểm tra sức khỏe. Em có bảo hiểm không? Em có. Ừ, em đến cái chỗ mà nơi em mua bảo hiểm, em xin làm một cái chuyển viện lên bệnh viện Ung bướu Hà Nội nhá, hoặc là bệnh viện Ung bướu Trung ương gì đó. Em sẽ đi lên đến cái nơi để em khám. Việc khám đấy nó rất quan trọng đối với em. Thứ nhất là nó để khẳng định xem đấy là u lành hay là u ác tại thời điểm này. Thứ hai nữa là nó giải tỏa cho em rất lớn về mặt tâm lý. Chứ còn nếu như mình không khám, mình không biết được nó là gì. Nếu nó là ung thư vú thì mình không đi thì nó sẽ muộn. Và muộn thì cơ hội đối với em nó sẽ rất khó khăn nhá. Bố trí đi đi, Nam Định lên Hà Nội đơn giản mà nhá. Ừ, hy vọng là tốt nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhá. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, thế là tôi thì người trong cuộc thì nó cũng bối rối quá. Dạ. Cho nên tôi muốn hỏi tư vấn xem là như thế nào, muốn buông hay bỏ. Dạ, vâng. Vợ tôi thì nó ghê quá, nó nhiều quá. Nói chung là vợ mình thì người ta thì vợ nết, vợ na mà. Vợ mình thì hủ hóa, chua ngoa, nó đủ điều. Thế là vợ tôi, là trước kia là tôi lấy nó thì tôi chưa có mù, tôi bị mù mà. À, bây giờ tôi mù đi khoảng độ 5 năm nay rồi. Từ ngày lấy vợ đến bây giờ là tôi vẫn phải nuôi nó, mà nó khỏe mạnh đàng hoàng. Nhưng mà sau đó là nó khinh ra toàn tao với mi thôi. Nó gọi, nói chuyện với tôi là gọi nó nhẹ nhàng với nó, mẹ mày ấy. Nhưng mà
cái gì thế? Vâng. Làm việc thì tham ô, dạ, ngủ hóa, vâng, mang cả chai vào nhà ngủ, bắt đầu là nó cứ cãi thằng ta mì, nó đi ngủ hóa, nó chữa ra, nó đi giấu rồi nó đi nạo thai, bắt đầu không biết là nên bỏ hay là nên giữ cái cuộc hôn nhân này hay là không, nên muốn gặp anh Đinh Đoàn, anh vâng, tư vấn cho tôi một chút. Vâng, rất là chia sẻ về những cái băn khoăn của anh. Vậy hiện nay là hai người vẫn sống chung trong gia đình đúng không ạ? Vẫn sống chung trong gia đình. Vẫn sống chung. Chưa, tuy nhiên thì mình rất là bức xúc. Câu chuyện của anh sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Xin chào em. Chào anh Đinh Đoàn. Lấy nhau lâu chưa? Có con, có cái gì không? Có thì em lấy từ năm 2008 mà. À, 2008 chắc... có hai con. Ừ. Một trai một gái. Thì lúc đấy là mình khỏe mạnh đúng không? Lấy thì em cũng khỏe mạnh, nhưng mà sau đó là em là công an mà anh. Trước đó là công an, sau đó là em bị tai nạn, ung thư đấy, bắt đầu đi tia đi xạ, nó ảnh hưởng đến mắt. Thế hả? Ui trời, nên là bị mù đi, bây giờ mù tịt. Thế hả? Thế xong rồi bây giờ là mình làm, có làm gì không? Vâng, em nói chung là em mù tịt, nhưng mà em sức khỏe thì cũng em nuôi lợn, nuôi gà quanh quanh thôi mà anh. Ừ, mình có đất có đai làm chuồng trại, xong mình cũng nuôi lợn nuôi gà. Và thật ra mình đi lại không đi xa được, nhưng mà đi gần gần quanh nhà hoặc là xa hàng xóm láng giềng là mình vẫn sinh hoạt bình thường đúng không? Không phải ai phục vụ mình đúng không? Vâng, không phải ai phục vụ. Trước thì là cô ấy không có vấn đề gì, mà khi chỉ khi mà mình bị ốm đau như này, bắt đầu cô mới nảy sinh những cái thứ mà như mình kể đúng không? Thì nói chung là sau khi lấy em là cô làm kế toán mà làm việc tiếp theo, thì nợ nần lung tung là bắt đầu là em trả cho, không cho đi làm việc theo nữa, em xin cho làm kế toán ở ủy ban ấy. Sau đó lại làm không được là tham ô rồi lung tung, rồi cũng lại làm việc không được lương. Em cứ nuôi mãi mà sau đó lại không được lương, rồi nợ mấy chục triệu là về, em không cho làm nữa, là về ở đây làm nuôi con, đẻ con nuôi, làm ăn nông dân nữa mà. Thế bây giờ thì cô ấy làm gì ở đâu? Hay là cô cũng ở nhà với mình thế? Đi theo các bọn nào đi đánh hồ, đi làm gạch chứ làm gì đúng không? Công trình công trường đúng không? Từ ngày đi làm không có một đồng nào mang về, em mới chửi cho, không cho nữa. Em bảo bạn em xin cho đi làm công ty, bây giờ là em chửi cho mãi, bắt đầu đi làm công ty rồi. Đi làm được lâu chưa? Có nộp tiền không? 3 tháng nay rồi anh. Thế hả? Thế có mang được tiền đồng nào về không, hay là cũng lại cứ đàn đúm hết? Chả mang được đồng nào về. Trời ơi, thế trong hai đứa con nhà mình nó có ý kiến ý cò gì không? Nói chung là thằng nhỏ thì nó ngoan, nhỏ đang học lớp 3 thì nó ngoan, nó bảo thôi bố đừng nói mẹ nữa, rồi bố cho mẹ về với, đừng có chửi mẹ nữa. Thế thằng cu nó ngoan. Nhưng con lớn là hư lắm, nó chửi gì, nó theo nó lùa của mẹ nó chửi. Tao mi nó chửi mày đừng ra đâu, mày ngu. Nó chửi bố ấy hả? Vâng. Trời ơi. Cái công việc thế này thì em cũng dối quá. Bởi vì người ta bảo là ở người trong cuộc mà dối, nên em không biết để thế này là buông hay là giữ. Trong trường hợp của mình đúng là giờ đi băng núi trở lại băng sông cũng khó khăn đấy. Ít nhất là mình để cho cô một cơ hội đi. Cơ hội ở đây là cơ hội đi làm ăn. Cô cũng cứ lông bông lang bang đủ thứ, cái gì cũng hỏng cả rồi. Bây giờ cũng mẹ của hai đứa con rồi. Bây giờ có ly hôn thì đấy, với một đứa con láo, chửi bố. Với lại bà vợ chắc là hai cái mẹ con nhà cô ra đi. Còn mình với lại một cái đứa con sau cũng không thay đổi được cái gì. Cái nỗi đau vẫn ở trong lòng mình. Mình cũng chẳng thể sung sướng là đấy, tao vừa bỏ được con vợ, tao con vợ nó lăng loàn, tao cho nó một trận xong đuổi nó rồi. Cũng chẳng sung sướng gì trong cái hoàn cảnh của mình, đúng không? Không ai khen rằng là ông nào cũng giỏi thế, ông bỏ được vợ ông ấy. Thế thì bao nhiêu năm trước đây là do mình cũng khéo léo, mình làm, mình ăn, cô không đóng góp gì, mình cũng đảm bảo được cuộc sống gia đình, cho nên là cũng không đẩy cô vào trường hợp là buộc lòng phải đi kiếm tiền thì mới có tiền mua sữa, mua bột, mua cháo cho con. Vì cô cứ lông bông lang bang không làm ăn, thế mà mình cũng vẫn đảm đang được. Bây giờ thế này, khi cô đã đi làm công ty rồi, chưa được đồng nào, mấy tháng thứ hai, thứ ba, không biết là Covid thế này, lương lậu người ta đã trả chưa hay trả một phần như thế nào, nhưng mà vợ chồng thì phải trao đổi. 15 tháng sau là người ta lại trả tháng rồi. Trước mà. Em được bao nhiêu? 5 triệu à? Thế thì em định như thế nào?
Thôi thì không đưa được cả 5 triệu thì bởi vì gia đình sinh hoạt bây giờ trông cậy vào cả hai vợ chồng đóng góp. Mình thì không có thu nhập nhưng mà thu nhập bằng cái nguồn mềm kia, lợn gà với lại lúc nó có lúc không, phải đợi bán có dịp chứ có phải lúc nào tháng nào có đâu. Thế vậy cái lương của cô thì cô phải mang về để đảm bảo là ít nhất là 4 người trong gia đình có cuộc sống hàng ngày, có tiền trợ, tiền nước, tiền búa. Thật ra thì người ta nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đến một cái người phụ nữ trưởng thành, hai con, làm mẹ của hai đứa con rồi, năm nay 37 rồi mà, tính ngang bướng hay tính hơi bảo thủ hay thế này thế khác, hần như nó định hình rồi. Không có ai dạy được. Không ai mà dạy được để cho cô tự nhiên bây giờ trở thành người phụ nữ dịu dàng, công dung, ngôn hạnh, khó lắm. Cho nên ở đây là mình chấp nhận. Chấp nhận ở đây này, không quá hư. Cái chuyện mà đưa giai về nhà là cái điều cấm kỵ này, không thể được này. Thế còn thì làm ăn nó vụng về này, hoặc là ăn nói nó lại cứ chưa được nhã nhặn, lại mày tao bay tớ thì mình uốn dần. Và nếu uốn mà nó không được thì mình cứ chấp nhận, thì cứ coi như mày nó là cái bình thường ấy. Hoặc là trong tiếng Anh suốt ngày chỉ có yêu thôi, thì muốn dịch là mày cũng được, gọi là em yêu cũng được. Thôi nó cùn như thế, phải nghĩ như vậy cho nó nhẹ lòng. Cho nên em nói thế thôi, nhưng mà nói chung mù nhưng mà lại không biết, làm đuôi làm điếc đi nhưng mà nó lại không biết cho nên thôi, nó khổ. Mình buông một số thứ, tức là mình không chấp vặt cái chuyện là câu ăn câu nói, chẳng hạn cô đi dép lẹt quẹt mình cũng không được gì phải đi nhắc cái chân được, đi lẹt quẹt không đấy, mình ví dụ thế. Hoặc là cô có nói là gì đấy, ví dụ mình bảo là đưa tiền đây để nuôi chợ gì đấy, thì mình cũng không cần phải uốn à, em ơi em nói nhẹ đi, anh ơi gì đấy, mình cũng không cần phải dạy như một đứa trẻ lên ba. Thì đấy là buông. Anh nói rồi, mình buông một số thứ cho nhẹ, còn một số thứ thì không thể buông được thì chấp nhận. Đấy. Mình cứ tưởng tượng thế này, bây giờ nếu có chia tay cô ấy thì cái cuộc sống của mình cũng không vì thế mà tốt hơn lên. Nói thế chứ bây giờ trong hoàn cảnh mình phải biết mình là ai. Mình cũng chẳng phải là một cái ông mà kiếm được tiền bây giờ hàng ngày là cho vợ con cuộc sống nọ kia, trong thứ bảy chủ nhật chở mấy mẹ con lên phố ăn nhà hàng hay uống bia gì. Thôi mình cũng có những cái thiệt thòi riêng. Cô cũng lại đi làm công ty, cô cũng so sánh đấy, cô ấy cô nọ sướng thế, chồng nó làm ra nhiều tiền lại còn đẹp trai mà lại còn ví dụ thế. Cô cũng có những cái thiệt thòi riêng. Em xin lỗi anh Đoàn, em cắt lời anh ấy, nhưng mà giữ nó lại phá. Phá ghê lắm. Bắt cái gà ngan nuôi nó bắt nó đi nó bán hết. Lợn em nuôi đó nó cũng bắt hai con lợn con nó đi bán. Nó bắt trộm nó đi bán. Bắt xong lấy tiền làm gì thế? Em cái đó thì có phải lên huyện mà hỏi em chịu. Thế à? Có Chúa mới biết được những điều đó em chịu. Chết thật thôi. Nên nó rất là phá. Có cái gì, cái thuốc men em bảo nó đi mua, nó còn quân bớt cả thuốc em đi cơ. Cô có lô đề nghiện hút gì nữa không em? Không lô, không đề, không nghiện, không hút hít. Cảm đi xiên là người ta là kiểu gì ấy, với là đi chai, chỉ có chai thôi. Bởi vì nó chữa hoang, nó đi nạo thai. Nó giấu em, nó nói dối, rồi bảo đi làm, nó đi nạo thai mà. Thôi thật ra thật xa thế này này, cái hoàn cảnh của mình nó cũng eo le lắm cơ. Còn giữ thì để cho nó phá thì cũng chết, mà buông bỏ thì thôi người ta cười được một ngày hai ngày hoặc cả tháng, nhưng đâu là cười được một cả năm cả đời. Cho nên thôi mình cứ cân nhắc đi, để cô thì cũng nhiều lỗi thật, nhưng mình ngẫm lại là cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Vâng, hy vọng rằng với những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho anh có được cái quyết định cho chuyện tình cảm gia đình của mình nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Vâng, alo, xin chào chị, nhưng em có cái câu hỏi. Bây giờ các nhà tư vấn giúp em sau dạo này. Năm nay mà sau một lúc quan hệ tình vợ chồng cái chủng nó như nước bình thường. Không có sao sức khỏe không chị? À, năm nay mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay em 51 nhỉ? À, 51 rồi. Mà em nó nhanh kiểu như là xuất tinh sớm đến đâu ngày. Vâng. Thứ nhất, thứ hai là em bị đau cái bụng dưới đấy. À. Nó đau cách đến mấy năm rồi, cứ nó không đau liên tục, nó chỉ đau thỉnh thoảng thôi, nhưng mà đi siêu âm siêu yếu rất là nhiều rồi, nó không ra bệnh, cả bọn em lên cả bạch mai rồi, nó không ra bệnh. Dạ, gần một lúc một nửa tháng rồi em đi siêu âm dưới thủy điện Quảng Ninh 2 lần, vâng, lại không ra được, ra lại đi các siêu ngoài không ra, lại lên bạch mai thử máu thử nước căng cả thứ, không có gì mà cứ bây giờ cứ thỉnh thoảng nó không đau rồi, nó kiểu nó đau, nó thì đau khoảng độ 1 tiếng 2 tiếng rồi, nó tức cái bụng bụng đáy dưới ở bụng bằng quang đấy, nó tức kiểu như là người bị tiểu lâu đấy, mà nằm nó đau, nó ngồi nó đau vậy. Dạ. Vâng. Câu hỏi của anh sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải nhé, bác sĩ sẽ tư vấn ạ, xin mời. Tôi chào bạn.
em xin chào bác sĩ nha. Mình cũng có nhiều vấn đề nhỉ, hệ sinh dục tiết niệu nó cứ thế nào nhỉ? Vâng. Nó không như ý muốn, năm nay 51 tuổi, trẻ thì qua rồi nhưng mà già thì chưa tới. Vâng. Thế cũng cứ chăn trở nhỉ? Vâng. Thế vợ mình bao nhiêu tuổi? Năm nay 47 chị. À thế à. Mình làm nghề gì vậy? Em làm nghề mỏ. Và vừa rồi em lại bị thất vị, hàng năm nay em không chữa được, bây giờ em phải về hưu vừa rồi, tháng 9 vừa rồi. À thế mình nghỉ rồi à? Vâng. Ừ, thế mình em không làm được nữa, bây giờ em một giờ định lên Hà Nội mổ đây, nhưng mà nó đang còn dịch nhất, em chưa lên. Thoát vị đĩa đệm mà. Vâng, thoát vị đĩa đệm mà nó đau lắm, nó thấy nó buốt, em chữa rất nhiều đôi để thuốc tây, thuốc tiết, làm có việc có miếng của nó độc. Lưng em nó không đau mấy, nhưng mà nó buốt không hông, nó buốt trong chân cũng đi được. Thoát vị đĩa đệm thì bị lâu chưa ấy? Em bị nó cách đây là đúng khoảng hơn năm rồi. Em chụp lại bác sĩ bảo là cái này thì bây giờ bác ấy cho 4 tuần thuốc, nếu bảo nó không đỡ không khỏi thì lại lên mắc nó báo vào đầu sau. Thế hả? Thế cái lúc đi đến đại học y thì khám đĩa đệm rồi có khám luôn cả cái rối loạn cương dương này không? Không, em không lấy, em không học, em bây giờ nó đau, em chỉ nó chữa cái thoát vị trước đó. Của em bây giờ nó có hai vấn đề. Một là cái vấn đề về cột sống thì chị nghĩ là mình phải khám lại, nhưng không nên khám ở quá nhiều viện. Em nên chọn một viện thôi. Em có bảo hiểm không? Em có chị. Ừ, thì đi theo bảo hiểm đến một cái bệnh viện nào tuyến cao nhất. Thì nếu mình có bảo hiểm thì nó cũng đỡ. Thế và đi đến khám chỗ nào thì nên đến một bệnh viện thôi. Vì sao lại thế? Bởi vì là khi em đến một bệnh viện thì người ta sẽ theo dõi cho em nó rất là liên tục. Người ta sẽ đánh giá được cái kết quả điều trị cho em. Và người ta sẽ tiên lượng là như thế nào để quyết định lựa chọn cái phương pháp điều trị cho em. Còn nếu mình đi quá nhiều bệnh viện thì mỗi một bác sĩ sẽ đưa ra một cái chẩn đoán khác nhau. Tất nhiên là bệnh thì nó cũng vẫn là bệnh đấy, nhưng mà nhiều bác sĩ thì nó cũng sẽ khó hơn. Thế còn ngoài cái bệnh lý cuộc sống thì em có mắc cái bệnh mãn tính gì không? Ví dụ em như không là... Em chỉ muốn đau lưng thứ hai thì em đi tiểu nhiều lắm, đi tiểu ngoài mấy lần, nhưng mà em đi xét nghiệm máu mới xét nghiệm nó tiểu vẫn là bình thường, không có vấn đề gì thế nên tải đấy. Rất nhiều đêm đấy. Nếu như mà nó không phải là cái bệnh lý gì thực thể của hệ tiết niệu, ví dụ không phải là viêm bàng quang, không phải là viêm cầu thận hay là viêm niệu quản hay là đài bể thận gì đó, thì nó có thể có hai khả năng. Một là mình cần kiểm tra xem nó có phải là bệnh lý của nội tiết hay không. Ví dụ có những cái bệnh nó cũng có những cái triệu chứng như là đái nhiều ấy. Đấy, thứ hai nữa là cũng có thể là do cái bệnh lý của cột sống, nó cũng ảnh hưởng đến thần kinh ấy. Thì nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiết niệu và nó làm cho em như vậy. Thế thì hệ tiết niệu với hệ sinh dục thì nó cũng khá là gần nhau. Ví dụ như là trong Đông y thì bao giờ người ta cũng có cái liên quan rất lớn giữa sinh dục tiết niệu ấy. Thì có thể là những cái bệnh lý tiết niệu nó cũng làm ảnh hưởng cả tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Chính vì thế là việc tìm ra nguyên nhân đối với em bây giờ là nó cũng rất là phức tạp, chứ nó cũng không phải là dễ. Theo chị thì thế này nhá, mình ở Quảng Ninh cũng rất là tiện, lên bệnh viện Việt Đức đi nhá. Đến khoa Nam học của bệnh viện Việt Đức, hoặc là mình đến đại học y cũng được. Khoa Nam học của bệnh viện đại học y cũng tốt, mình đã từng khám ở đấy rồi. Thì mình có thể khám lại về cái cột sống của mình để xem là tiên lượng nó như thế nào, để quyết định phương pháp điều trị. Và thứ hai là người ta sẽ kiểm tra luôn cái xuất tinh sớm, cũng như là cái triệu chứng mà tinh dịch nó loãng như là mình mô tả ấy, để xem những cái bệnh đấy nó có liên quan gì đến nhau không. Đôi khi thì có thể là xuất tinh sớm hoặc là tinh dịch loãng nó lại là triệu chứng của một cái bệnh khác liên quan đến cột sống chẳng hạn. Thì chỉ khi tìm được nguyên nhân như thế, người ta sẽ điều trị cho mình. Có thể nó là một bệnh, nhưng có thể nó là hai bệnh của hai cơ quan khác nhau ấy. Thì em cần phải đến cái nơi mà nó có chuyên khoa thật là sâu. Và để chẩn đoán được nó cần phải nhiều cái phương pháp cận lâm sàng tốt thì mới có thể chẩn đoán được cho em. Điều trị được và cố gắng là điều trị triệt để thì cuộc sống của mình nó sẽ đỡ hơn nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng gửi lời chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn thân mến, cuộc điện thoại ở Quảng Ninh vừa rồi cũng đã kết thúc 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.